nhất khác biệt về năng lực học sinh, đặc biệt là khác biệt về kể cả cái kinh nghiệm của từng thầy cô đứng ở trên lớp nữa, thì các thầy cô hãy cứ thật sự sáng tạo và mạnh dạn trong cái câu chuyện là những cái hướng mở này có thể thay thế được. Thì vì vậy là chúng ta đang cùng nhau để xây dựng được ra những cái bài học dành cho học sinh của mình. Tiếp theo, tôi xin được đi sang phần thứ hai, đó là phần cấu trúc sách và cấu trúc các bài học. Thưa các thầy cô, là cấu trúc sách thì nó cũng quen thuộc thôi, là nó có bốn phần, là phần mục lục, phần hướng dẫn sử dụng, phần nội dung các bài học và phần giải thích các khái niệm thuật ngữ. Thế thì cái phần mà chiếm thời lượng nhiều nhất ở trong sách thì nó luôn luôn là phần nội dung các bài học. Thì nội dung các bài học ở đây thì nó sẽ theo các chủ đề. Thế còn lại ba cái phần còn lại là đây là cấu thành bắt buộc. Đấy là mục lục, hướng dẫn sử dụng và giải thích khái niệm thuật ngữ. Nhưng thực ra mỗi cái này nó chỉ khoảng trang hơn trang thôi, không nhiều. Nhưng nó sẽ lại là căn cứ vào cái hợp phần không tách rời. Thế cho nên là với cấu trúc sách như vậy thì tôi cho rằng là với các thầy cô nó không có gì là xa lạ cả. Thế thì đây, xin giới thiệu với các thầy cô. Đây là cái mục lục của sách. Mục lục của sách thì ngoài câu chuyện tra cứu ra thì đối với tư cách là người sử dụng như chúng ta, thì nhìn vào đây chúng ta biết được là nó sẽ có kết cấu như thế nào. Kết cấu các chủ đề, kết cấu các bài. Các thầy cô sẽ thấy rằng là chủ đề 1 ở đây là đất nước một con người Việt Nam. Thì về bản chất chỗ này nó chính là cái phần địa lý Việt Nam của cái chương trình cũ các thầy cô vẫn dạy. Bởi vì là bài bốn bài này nó liên quan tới đặc điểm vị trí địa lý, rồi là đặc điểm tự nhiên, rồi đặc điểm dân cư các dân tộc Việt Nam. Thì đấy là cái chủ đề thứ nhất, nó thiên về địa lý. Nhưng mà ví dụ cái bài biển đảo Việt Nam kia là tích hợp rất là rõ nét cả sử và địa. Chủ đề hai này có nhiều điểm mới này các thầy cô này, là những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam thì theo chương trình 2006 thì nhà nước Văn Lang và Âu Lạc là các thầy cô dạy cho học sinh ở lớp 4, khi mà bắt đầu đi vào cái giai đoạn sử đại đầu tiên của Việt Nam ấy. Thì năm nay chúng ta dạy ở đây một bài. Nhưng bên cạnh đó thì có hai cái bài mới mà trước đây chúng ta chưa từng dạy, chương trình mới mới có. Đó là Vương quốc Phù Nam và Vương quốc Champa, là hai cái quốc gia đã từng có phần gọi là tồn tại trên cái lãnh thổ Việt Nam của chúng ta trước đây ở khu vực phía Nam, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Thì chương trình mới là có nghiên cứu về hai cái quốc gia này. Cái món này mới các thầy cô nha, khi các thầy cô dạy các thầy cô phải đọc và tìm hiểu về nó một cách kỹ lưỡng để dạy được. Chủ đề 3, đây báo cáo các thầy cô. Chủ đề 3 này chính là toàn bộ phần lịch sử Việt Nam mà viết theo sử đại. Bắt đầu từ thời kỳ đấu tranh giành độc lập trong thời kỳ Bắc thuộc. Đấy, cho đến thời kỳ đất nước đổi mới. Thật ra nếu như là đối sánh và chương trình môn lịch sử và địa lý cũ ấy, thì cái này nó bao phủ gồm có cả phần sử lớp 4 và phần sử lớp 5. Nếu các thầy cô đã và đang dạy lớp 4, lớp 5 thì các thầy cô thấy rất là rõ. Thế thì khoảng thời gian thì dài, nhưng ở đây thì nó chỉ đặt trong một chủ đề thôi. Và có tất cả là đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bài, không phải bài ôn tập. Thì để cho thấy rằng là nội dung nó được nhặt nhặt theo điểm, nó đã được giản lược, nó đã được tinh giản, và lựa chọn làm sao những cái nội dung và những cái phần nó tiêu biểu nhất để đưa vào đây thôi, chứ không phải tất cả, không không dàn trải nhiều như là chương trình cũ. Thì đây là do chương trình quy định, thì đây cũng là một sự khác biệt. Cái này kiến thức thì không xa lạ, nhưng mà đối với một giáo viên cụ thể mà chỉ dạy lớp 4 hoặc chỉ dạy lớp 5 thì đây là có sự xáo trộn. Cái này có sự xáo trộn so với chương trình cũ, thì các thầy cô bị vênh cái phần nào so với cái từ trước nay mình làm, thì các thầy cô đọc và tìm hiểu thêm để có thể đảm bảo là dạy cái phần đó nó được chắc chắn, nó được gọi là đầy đủ và đảm bảo cái yêu cầu cần đạt. Chủ đề 4 là các nước láng giềng, và trong đó thì
có 3 bài về 3 quốc gia láng giềng có cái đường biên giới trên đất liền với Việt Nam, đấy là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Nhân dân Chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, và một bài về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, là cái tổ chức mà Việt Nam đang tham gia ở ngay trên khu vực của mình. Thế thì cái sự khác biệt ở đây trong ba cái bài này là gì? Ba bài đầu thôi nhá, chứ còn bài 21 thì vẫn là về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thì chương trình cũng vẫn có. Cái sự khác biệt là trước đây thì khi chúng ta dạy về Trung Quốc, về Lào, về Campuchia, chúng ta chỉ dạy về địa lý thôi, chúng ta không dạy về lịch sử của các quốc gia này. Thế thì ở đây là trong ba cái bài này, bài 18 đến bài 20, là chúng ta vừa phải dạy cho học sinh về đặc điểm tự nhiên của ba quốc gia này là và dân cư, nghĩa là nó là ở góc độ địa lý đấy. Thế thì bên cạnh đó thì phải thêm cả các cái yếu tố về văn hóa, kiến trúc và một số các đặc điểm lịch sử tiêu biểu của ba quốc gia này. Đấy. Thì đây là mảng mới nha, và là sự khác biệt của cái chương trình cũ so với cả chương trình mới này. Thì các thầy cô cũng phải chuẩn bị một cái kiến thức nền và bổ sung. Được cái thuận lợi là hiện nay các cái dữ liệu cập nhật cũng như là cái thông tin trên mạng thì nó cũng nhiều, sách ở trong các thư viện cũng nhiều. Chỉ có điều là khi mà tham khảo và khi mà cập nhật và sử dụng, các thầy cô phải có một cái bộ lọc để đảm bảo là thông tin chính thống và chính xác. Chủ đề 5 là tìm hiểu thế giới. Thì thưa với các thầy cô là cái chủ đề này là bắt đầu mở rộng ra thế giới rồi đây này. Thì nó gồm có bài về các châu lục và đại dương trên thế giới. Thì đây chính là phần địa lý các châu của lúc trước chúng ta dạy ở lớp 5 đấy. Dân số và các chủng tộc chính trên thế giới. Cái bài này là một trong những bài tổng hợp mới. Có bài 24, bài 25 là văn minh Ai Cập và Hy Lạp. Thì đây cũng là nội dung mới trong chương trình cũ không phải dạy. Thì bây giờ có dạy về văn minh Ai Cập, Hy Lạp. Nhưng mà hai cái nội dung này nó rất là hay, nó rất là hấp dẫn, rất là nhiều nội dung gọi là mang tính dấu ấn. Cho nên tôi nghĩ là với các thầy cô mà vừa dạy nhưng mà thực sự là cũng có trách nhiệm và đam mê lịch sử thì các thầy cô sẽ thấy là hai cái bài số 24, 25 này là bài rất là thú vị. Chủ đề 6. Chủ đề 6 là một chủ đề mang tính chất tích hợp và tổng hợp đấy của cái môn lịch sử và địa lý lớp 5 này. Đó chính là xây dựng thế giới xanh sạch đẹp. Cái này nó thiên về 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 môi trường, thiên về thiên nhiên, thiên về sự đóng góp để giữ gìn thế giới xanh sạch đẹp. Đấy, và bài 27 là xây dựng thế giới hòa bình, thì cái này liên quan đến hành động mà của chúng ta, gắn với việc là đảm bảo cho một cái gọi là thế giới hòa bình, rồi là tôn trọng lẫn nhau, để cho các chủng tộc cũng như là các quốc gia, các khu vực trên thế giới được phát triển một cách bình đẳng. Đấy là tiếp cận. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ cần nhìn vào cái danh mục này là các thầy cô cũng thấy được đây chính là cái khung của cái kết cấu của sách giáo khoa mới. Và như vậy là chúng ta cũng hình dung ra được là cái sự khác biệt mà chúng ta phải chuẩn bị thêm cho cái việc là mình làm từ trước đến nay. Ở đây tôi không bàn với những các thầy cô vừa mới ra trường nhé, mà chưa dạy lần nào, mà ví dụ năm nay dạy lớp 5 này thì cái gì với các thầy cô cũng mới cả. Thế nhưng thường với các nhà trường thì giáo viên dạy lớp 5 thì sẽ thông thường sẽ là các thầy cô có kinh nghiệm. Thì các thầy cô đã từng dạy ở chương trình cũ 2006 có những cái gì, thì lên đến sang đến chương trình mới này có thể chúng ta phải thay đổi, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung. Thì các thầy cô nắm được cái này để chúng ta thực hiện. Và tổng thể nếu nhìn theo mục lục ở đây là nội dung cuốn sách này có 6 chủ đề với 28 bài. Và hiện nay thưa các thầy cô là chúng tôi đang sắp xếp thứ tự này theo đúng sách giáo khoa. À xin lỗi, theo đúng chương trình. Nếu như ở lớp 4, năm trước chúng tôi cũng có nói với các thầy cô là vì nó là các vùng mà nó đồng đẳng với nhau ấy. Cho nên sau khi các thầy cô dạy cho học sinh về địa phương em là tỉnh thành phố nào thì thường là sẽ dạy luôn về cái vùng của mình luôn đấy. Ví dụ Hà Nội mà dạy địa phương em xong là thủ đô Hà Nội xong thì là sẽ dạy luôn về đồng bằng Bắc Bộ chẳng hạn. Nghĩa là có thể thay đổi và đảo được vị trí các vùng bởi vì nó là mô đun đồng đẳng.
Thế nhưng mà ở cái lớp 5 này thì về cơ bản là cũng hơi khó đảo đấy. Và tốt nhất là không đảo. Bởi vì nó đang đi theo logic mở rộng về mặt không gian, giống như là tôi đã nói với các thầy cô lúc trước. Nó đi từ quốc gia Việt Nam này. Sau đó thì là sự mở rộng về mặt không gian, đó là các nước láng giềng này, rồi đến thế giới này. Đấy, thì đấy là về mở rộng về địa lý. Thế còn lịch sử thì ở đây là đi từ cái xa xưa theo sử đại này, xa xưa này, xong rồi đến cái hiện đại này. Đấy, cho nên là cả hai cái này nó đều đang ở một cái logic mà chúng tôi đã xếp theo đúng thứ tự đấy rồi. Cho nên là các thầy cô khi mà triển khai chương trình nhà trường ấy, ở lớp 5 mà chúng ta cứ chạy theo thứ tự như này thì nó cũng tương đối dễ, thuận lợi các thầy cô ạ. Cái trang thứ hai trong kết cấu sách đó chính là trang hướng dẫn sử dụng sách. Thì báo cáo các thầy cô là nếu như các thầy cô nào mà năm nay, có nghĩa là chuyên nghiệp dạy lớp tăm, có nghĩa là từ từ trước đến giờ là chưa tiếp cận vào sách giáo khoa mới năm nào, thì có thể cái này các thầy cô phải đọc rất kỹ. Nó là công cụ để giúp cho các thầy cô có thể giao bài cho học sinh tự học, hoặc là thực hiện các hết sức ngắn gọn thông qua các logo. Thế nhưng thực ra với học sinh thì những cái này nó rất là quen thuộc rồi, đặc biệt là học sinh nào mà ở trường có thầy cô là theo logic từ lớp 1 đến giờ các thầy cô đều dạy chọn cái môn tự nhiên xã hội và khoa học lịch sử địa lý là bộ sách kết nối tri thức của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấy, thì chúng tôi vẫn đang sử dụng nhất quán cái hệ thống logo này từ lớp 1 cho đến lớp 5, cho nên với học sinh ấy, thì không xa lạ. Còn khi sử dụng thiết kế thì các thầy cô có thể sử dụng chính các logo này, các lệnh này để ra các cái nhiệm vụ học tập cho học sinh, và học sinh nó sẽ hiểu ngay. Thì trên cái tinh thần của việc là khai thác triệt để cái cách thức trình bày thể hiện khác nhau ở trong sách, ví dụ như là mục tiêu bài học thì nó sẽ là những cái ngay đầu tiên mở sách ra đã thấy rồi, thì nó sẽ là cái các thầy cô dùng để định hướng trong cái việc thiết kế bài dạy của mình. Là ví dụ như cái bài này, bài 1 là vị trí địa lý lãnh thổ đơn vị hành chính cả quốc kỳ quốc huy quốc ca của Việt Nam này này, cái bài này đang dự kiến là khoảng 2 tiết chẳng hạn, thì có cái phần mục tiêu bài học ở đây nó có tất cả là 5 cái nút màu xanh nghe kìa, thì chúng ta phải ước lượng luôn là à thế tiết 1 thì là sẽ đáp ứng được yêu cầu cần đạt nào, tiết 2 thì sẽ phải làm để đáp ứng được cái yêu cầu cần đạt nào chẳng hạn. Thì cái mục tiêu bài học nó xuất hiện ngay ở đầu để nó định hướng cho thầy cô những câu chuyện đấy. Thì đấy là với thầy cô nhá. Thế còn đến vào đến tiết học thì đây cũng sẽ chính là cái định hướng đầu tiên để cho học sinh nắm được rằng là à mình học cái bài này xong thì mình sẽ đạt được những cái gì, mình phải nắm được cái gì. Bởi vì nó là cái đầu tiên chúng ta đưa ra nhưng mà nó cũng là cái cuối cùng các thầy cô phải đặt lại mỗi khi các thầy cô dạy xong bài học để xem là những yêu cầu cần đạt đã đạt được chưa. Tương tự như vậy với các cái ký hiệu và các nội dung khác, ví dụ như là khởi động, khám phá, luyện tập thực hành, vận dụng. Thế còn ngoài ra thì sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4 ấy, nó còn có những cái phần hiển thị nó hơi khác một chút, hơi đặc trưng và riêng biệt của sách đấy. Ví dụ như phần em có biết thì sẽ là những kiến thức mở rộng, nâng cao hoặc là có tính liên môn nhằm bổ sung cho nội dung chính. Chúng ta có thời gian chúng ta khai thác sâu, không có thời gian phần em có biết thì các thầy cô có thể giao cho học sinh về nhà tự nghiên cứu để buổi sau báo cáo chẳng hạn, hoặc là tự tìm hiểu thêm. Đặc biệt là phần câu chuyện lịch sử. Câu chuyện lịch sử thì như tôi đã nói đấy là rất nhiều. Trong mỗi một bài mà ví dụ yêu cầu cần đạt là nêu được một số câu chuyện nào đấy chẳng hạn. Đấy. Thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là trong cái sách giáo khoa của cái bài đấy thường là có ít nhất phải là 2 câu chuyện để đáp ứng được là cái nền khung cơ bản là có một số cho chúng ta có cái để mà yêu cầu học sinh đọc và kể lại vân vân đấy. Thế thì cái trang hướng dẫn sử dụng sách này nó sẽ đồng hành với các thầy các cô trong tất cả các bài, tất cả các hoạt động, nó xuất hiện lặp đi lặp lại, nó cũng vừa là thể hiện sự thống nhất nhưng ngược lại thì nó cũng là một cái hỗ trợ để triển khai các cái hoạt động học để sao cho nó thật sự là gọi là thuận lợi cũng như là đảm bảo được cái tính logic. Thế và các logo thì các thầy cô thấy đấy, nó cũng sinh động, rất là phù hợp với cả đối tượng học sinh tiểu học.
Còn cái trang cuối cùng, cái trang cuối cùng của sách ấy, nó chính là cái trang giải thích khái niệm thuật ngữ. Thì thưa các thầy cô là cái trang sau bây ở lớp 4 rồi. Cái này là một cái rất là khác biệt của sách cũ so à, sách mới so với cả sách cũ trước đây đấy. Thế nhưng mà thực tế mà nói, chúng ta hãy cố gắng tận dụng cái trang giải thích khái niệm thuật ngữ này một cách triệt để. Nó không phải là cứ khó thì mới mở ra xem đâu, nó có mấy cách để các thầy cô lưu tâm khai thác như sau. Cái thứ nhất là đúng là có những cụm thuật ngữ phức tạp hoặc là thuật ngữ cổ, thuật ngữ mới. Đây các thầy cô nhìn ở trên 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 màn hình này, có những cái từ là ví dụ như là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chẳng hạn, thế rồi bồn địa, rồi cận nhiệt đới, rồi hệ sinh thái, vân vân, là toàn từ khó. Thế thì khi là từ khó thì chúng tôi phải 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 gọi là giải thích cho đúng rồi. Thế nhưng có hai chuyện, một là giải thích nhưng mà chúng tôi cũng đã phải cố gắng là giản lược để làm sao cái giải thích của chúng tôi nó cũng là những cách đưa ra giải thích để cho học sinh có thể dễ hiểu, vì là nó tiếp cận mặc dù là thuật ngữ khoa học rất là khó nhưng mà cái đối tượng của chúng ta lại là học sinh tiểu học. Đấy, thế thì đã được giản lược cái cách lý giải để làm sao cho dễ hiểu rồi. Đấy thì cái nhiệm vụ thứ nhất đấy là khái niệm thuật ngữ là phải lý giải được cho nó dễ hiểu, chứ không phải đọc cái giải thích khái niệm thuật ngữ xong lại càng không hiểu gì thì là phản tác dụng, đúng không ạ? Thế nhưng bên cạnh đó thì thưa với các thầy cô, những cái giải thích khái niệm thuật ngữ này nó cũng sẽ là những cái gợi ý để cho học sinh của chúng ta tiếp tục tra cứu, mở rộng, tìm hiểu thêm về chính cái khái niệm thuật ngữ này, và nó là một cái cách để có thể mở rộng được nội dung bài học và kiến thức cho học sinh. Cái thứ ba là cũng mong các thầy cô đừng bỏ qua, đó là khi đã có trong tay các cái thuật ngữ này và cái cách giải thích khái niệm thuật ngữ này thì các thầy cô hãy tận dụng. Ví dụ như là thiết kế các bài kiểm tra đánh giá, những câu trắc nghiệm thì chúng ta cứ dùng thôi. Đôi khi nó là câu trả lời ngắn hoặc là điền khuyết hoặc là gọi là gì nhỉ, đối chiếu cặp đôi chẳng hạn đấy, thì các cái cách thức hỏi khác nhau học sinh trả lời và sau đó chúng ta có thể hỏi sâu thêm nó là cái gì, thì nó sẽ chính là nội dung ở đây. Chúng ta có căn cứ để đánh giá cho học sinh và học sinh cũng có căn cứ để chuẩn bị tìm hiểu để có thể trả lời cho các thầy cô. Thì như vậy là khi chúng ta sử dụng các cái giải thích khái niệm thuật ngữ này nó sẽ được triệt để hơn, thì các thầy cô lưu tâm như vậy. Thì đấy là về phần gọi là ba cái trang trong cái hợp phần của cấu trúc sách. Còn cái phần dài nhất, nhiều nhất, chiếm dữ lượng dung lượng lớn nhất ở trong sách đó chính là các bài học. Đây, thì đây chính là cấu trúc các bài học các thầy cô ạ. Thưa các thầy cô là cấu trúc các bài học ở đây thì nhất quán ở đây thì có hai cái tiếp cận nhất quán. Cái nhất quán thứ nhất là nhất quán trong toàn bộ sách, bài nào cũng thế này, và không chỉ là nhất quán trong sách này mà còn nó nhất quán với cả sách từ lớp 1 cho đến lớp 5, trong các cái cuốn sách tự nhiên xã hội, khoa học lịch sử và địa lý đều như vậy cả. Nó gồm có tên bài, yêu cầu cần đạt, khởi động, khám phá, luyện tập. Ở đây thì có thể luyện tập hoặc là thực hành, luyện tập thực hành và vận dụng. Thì cái cấu trúc này là đã được chốt rồi vì nó rất là logic, phù hợp và đặc biệt là nó cũng gắn với cả cái hướng dẫn 2, 3, 4, 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc là hướng dẫn xây dựng các cái kế hoạch bài học ở tiểu học ấy. Thì ví dụ như bốn cái mục sau trong cấu trúc đấy là khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng này là nó khớp luôn với cả bốn cái mục trong hướng dẫn 2, 3, 4, 5 các thầy gọi. Thì cho nên là nó khi chúng ta phiên sang để chúng ta sử dụng ấy thì chúng tôi thấy là nó cũng thuận lợi thôi, không không có gì là khó khăn ở đây cả. Thì cái cấu trúc này để các thầy cô thấy rằng trong mỗi một bài thì nó đều có đầy đủ các phần mà chúng ta bắt đầu từ yêu cầu cần đạt, để sau đó thì chúng ta dạy xong thì chúng ta lại phải quay về check đến yêu cầu cần đạt thì là sẽ đáp ứng được cái chương trình. Thế còn các cái mục là khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng chỉ là từng bước để đạt được yêu cầu cần đạt mà thôi. Thế thì tiếp cận như thế để các thầy cô thấy rằng là nó sẽ khá là đồng bộ giữa các bài, giữa các tiết
để chúng ta thiết kế các cái hoạt động dạy học. Đối với từng phần trong cấu trúc bài học thì ở đây là đầu tiên là có phần khởi động. Thì các cái phần khởi động thì được đưa ra dưới dạng các gợi ý. Nó có thể là tình huống, là hình ảnh liên quan tới bài mới. Nó có thể là đi kèm theo các câu hỏi có vấn đề, hoặc là ví dụ như là bắt đầu từ một cái bài hát hoặc là một cái biểu tượng nào đó về mặt lịch sử hoặc địa lý. Thì nó là tình huống có vấn đề để nhằm định hướng gây sự chú ý và kích thích tư duy của học sinh là chính. Khởi động này thì thông thường chúng ta sẽ không tốn quá nhiều thời gian, nhưng cố gắng dùng nó làm điểm tựa để chúng ta đẩy cái nội dung vào thì nó sẽ phù hợp. Đối với cái phần nội dung chính của bài học mà chúng tôi hay gọi là tuyến chính đấy, thì nó có nội dung chính của bài học bắt đầu từ phần khám phá, luyện tập thực hành, vận dụng. Với gồm có cả kênh hình, kênh chữ, kênh tư liệu, tranh ảnh, bản đồ, lược đồ, bảng số liệu vân vân, và hệ thống các câu hỏi bài tập có hết. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có tuyến phụ. Tuyến phụ thì gồm có mấy cái phần, ví dụ như là em có biết này, kết nối với địa lý này, văn học này, nghệ thuật này, bữa ngày nay này, liên hệ thực tế này, vân vân. Thì đó là những cái nội dung nâng cao hoặc mở rộng hoặc có tính tích hợp liên môn với các môn học khác nhằm bổ trợ cho nội dung chính. Thì đấy là cái phần tuyến phụ ở trong bài. Thì như vừa nãy cũng đã trao đổi với thầy cô đấy, khi mà khai thác cái phần tuyến phụ này thì chúng ta có thời gian ấy thì chúng ta sẽ triển khai luôn ở trên lớp. Thế còn giả sử vì lý do nào đấy mà ở một tiết học hoặc bài học nào đấy mà nó hết thời gian rồi, thì chúng ta hãy khai thác cái tuyến phụ này như là một cái phần tự học cho học sinh, cũng như là cách để cho chúng ta có thể đẩy được cái nội dung này nó ra thành cái nội dung mở rộng cho học sinh. Đặc biệt là trong 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 sách giáo khoa môn lịch sử và địa lý thì nó có một cái gọi là tư liệu lịch sử và một cái nữa là câu chuyện lịch sử. Đấy. Thì câu chuyện lịch sử thì vừa nãy tôi nói rồi là nó theo yêu cầu cần đạt nhé, thì mỗi một bài nó có thể có vài cái câu chuyện lịch sử để làm sao đó thì học sinh có cơ sở để có thể tạo ra được cái năng lực là kể được một số câu chuyện. Thế thì các câu chuyện ở trong sách giáo khoa này ấy, thì thưa các thầy cô là nó cũng đã được biên tập lại rồi, có nghĩa là cũng theo một cái tài liệu lịch sử chính thống nào đó. Thế nhưng mà với tư cách là một câu chuyện để đưa vào trong sách giáo khoa cho học sinh lớp 5 với một cái thời lượng không nhiều, đây ví dụ các thầy cô thấy trên màn hình này, cái phần câu chuyện lịch sử về đội Hoàng Sa này là nửa trang sách. Thế thì là nhóm tác giả đã phải biên lại trên nền của cái nguồn là theo Nguyễn Hữu Tâm, những mẩu truyện bảo vệ biên cương trong lịch sử của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 2016. Có nguồn các thầy cô ạ, nhưng cũng phải biên tập lại, bởi vì đây chúng tôi phải dùng từ theo rồi đấy, chứ nếu không á là những câu chuyện này ở trong đúng sách nguyên bản ấy, nó chả dài đến mười mấy trang thì chịu, không thể nào mà dành để cho học sinh của chúng ta kể được. Cho nên là cái sự biên tập lại này nó cũng đã ngắn gọn, nó làm sao chủ yếu là thể hiện được thời gian, địa điểm, nhân vật và sự kiện đấy, diễn ra cái gì. Thế rồi sau đó thì là nó gắn với cả những cái diễn biến, nó phải liền mạch hơn so với cả những cái gạch đầu dòng thông thường mang chất thông tin như vậy. Thì đấy là về câu chuyện. Các câu chuyện này được trình bày dưới dạng gọi là liền mạch để làm sao nó sinh động và dễ nhớ. Về bản chất đây là để cho dễ hiểu và dễ nhớ đấy, các thầy cô ạ. Thế còn về tư liệu lịch sử thì 100% các tư liệu đã đưa vào sách giáo khoa, đã được thẩm định, đã được đồng ý cho sử dụng là những tư liệu gốc hoặc là tư liệu phái sinh, là tư liệu mà được lấy ra từ tư liệu gốc đấy và cũng đã được thẩm định và cung cấp bởi các tác giả sách giáo khoa hoặc là các cái nguồn chính thống của các cái bảo tàng đấy. Và đương nhiên là kèm cái tư liệu lịch sử bao giờ cũng là hoạt động học tập, là làm cái gì với cái tư liệu này, có thể là đọc, có thể trả lời câu hỏi, có thể là tương tác với bạn, vân vân, hoặc là cảm xúc. Thì đối với tư liệu lịch sử thì đặc biệt lưu ý các thầy cô là như này. Với cái thời kỳ cách mạng công nghiệp và đời sống số rồi internet như hiện nay, tư liệu ở trên mạng không thiếu.
nhiều lắm luôn ấy. Chúng ta chỉ cần gõ một vài từ khóa thôi là tất cả những cái thứ mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang tìm là nó đều đã nhảy ra màn hình hết. Thế nhưng các thầy cô lưu ý nhé, là có nhiều loại tư liệu để hỗ trợ học tập và nghiên cứu khác nhau, nhưng riêng tư liệu lịch sử thì đề nghị các thầy các cô là hết sức cẩn trọng trong việc tiếp cận cũng như là lựa chọn tư liệu lịch sử mà riêng mình biên tập đấy đưa vào bài học. Bởi vì là riêng đối với lịch sử thì nó yêu cầu tính chính thống. Chính thống ở đây nó phải dựa trên quan điểm lịch sử của Đảng. Chính thống ở đây nó phải là những tài liệu lịch sử được thẩm định, được kiểm duyệt và được phép sử dụng trong nhà trường. Cho nên là giả sử như mà search ở trên mạng thì cũng thấy nó liên quan đấy. Thế nhưng mà phải tự mình phải kiểm soát được là cái tính chính thống của nó như nào. Mình có được phép sử dụng cái loại tư liệu lịch sử này ở trong nhà trường hay không? Và thực ra rất nguy hiểm nếu các thầy cô giao một cái loại bài tập tự học là cho học sinh tự tìm tư liệu lịch sử trên mạng. Không ổn, thầy cô ạ. Thế cho nên đối với tư liệu lịch sử chúng tôi xin khuyến nghị như sau. Cái thứ nhất, khai thác triệt để tư liệu lịch sử đã có trong sách. Cứ khai thác triệt để đi đã. Bởi vì như chúng tôi khẳng định, tư liệu lịch sử ở trong sách là tư liệu gốc hoặc là tư liệu phái sinh đã được thẩm định, được phép sử dụng trong nhà trường. Cứ khai thác triệt để. Thế còn nếu trong tình huống đã khai thác triệt để rồi mà vẫn có nhu cầu phải bổ sung thêm tư liệu này tư liệu kia, có thể vì lý do địa phương, chẳng hạn như khi nói về một cái sự kiện, khi nói về một cái địa danh nó nằm chính trên địa phương mình, thì quả thật là thông tin mình có nhiều hơn sách giáo khoa chứ, và học sinh của mình nó cũng gần gũi với cả cái thông tin đấy chứ, đúng không? Thì các thầy cô bổ sung. Thế nhưng bổ sung ở đây là chính các thầy cô phải là người cung cấp cái tư liệu đó, trên tinh thần là các thầy cô đã duyệt, đã kiểm soát được cái thông tin đó. Các thầy cô có thể lấy từ bảo tàng địa phương, các thầy cô có thể lấy từ các cái gọi là tài liệu chính thức của ban ngành của địa phương chẳng hạn thế, hoặc các nhóm nghiên cứu chính thức. Thế nhưng thường nó sẽ được cung cấp dưới dạng tài liệu do các thầy cô cung cấp cho học sinh để học sinh đọc cái tài liệu này để mở rộng, cái tư liệu này để mở rộng cho nội dung này nội dung kia, chứ không yêu cầu học sinh dưới dạng là tra cái thông tin này ở trên mạng. Là sau này các thầy cô đi hiệu chỉnh là hết hơi đấy nhá, cực kỳ vất vả, thậm chí còn có những cái còn còn nó gọi là tính vào 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 gọi là lỗi trong quá trình chúng ta cung cấp dữ liệu cho học sinh. Này, thì đối với tư liệu lịch sử thì tôi xin được khuyến nghị các thầy cô một cách hết sức là gắt gao câu chuyện này. Thứ nhất là khai thác triệt để tư liệu ở trong sách giáo khoa. Thực ra các nhóm tác giả như chúng tôi cũng rất dày công, các thầy cô ạ, dày công để tìm đâu là cái tư liệu gốc, xong rồi lại dày công trong việc làm sao để xin được sử dụng nó vào sách giáo khoa. Nó cũng là một câu chuyện mà cả đội ngũ biên tập viên lẫn tác giả phải giải quyết câu chuyện bản quyền đấy các thầy cô, vân vân, nhiều chuyện lắm. Và đảm bảo tính chính thống, cái này nó là trách nhiệm về mặt gọi là đảm bảo cái tính chính thống của thông tin đưa vào sách giáo khoa của các nhóm tác giả, để cho các thầy cô khai thác triệt để hết cỡ đi. Nhưng còn sau đó thì có những cái tư liệu khác các thầy cô cần bổ sung thêm thì các thầy cô tự thẩm định, tự đảm bảo thì các thầy cô đưa vào lớp, chứ các cô đừng thả ra để cho học sinh tự tìm cái gì thì tìm rồi đưa vào bài học là rất phức tạp. Thì cái đó là về tư liệu nhé. Các phần còn lại ở trong sách, trong kết cấu cấu trúc bài học cũng có luyện tập thực hành hoặc là vận dụng. Thì thật ra là như này, trong một bài ấy thì cái thời lượng mà dành để trình bày nhiều nhất nó chính là phần khám phá. Thế còn phần mở đầu khởi động ấy hay là luyện tập vận dụng này nó ngắn gọn thôi, bởi vì là nó gần như nó chỉ là một cái điểm tựa để chúng ta làm thôi, còn lại cơ bản nó là tính mở. Các thầy gọi luyện tập và vận dụng này cơ bản là tính mở. Về nguyên tắc luyện tập thực hành thì là khám phá trên là cái gì thì bên dưới là luyện tập thực hành cái đó. Thế thì nó có thể là luyện tập thực hành tập trung vào cái nào mà yêu cầu rõ nhất trong yêu cầu cần đạt thì đưa ra luyện tập, hoặc là một cái luyện tập tổng hợp chung cho tất cả những cái
khám phá mà đã làm, đã học ở trên. Thế thì tùy. Thế nhưng mà ví dụ như cũng có thể các thầy cô cũng có thể, cái tính mở đấy các thầy cô cũng có thể thay thế mà. Giả sử như là các thầy cô thấy là có một cái phần nào đấy trong bài các thầy cô dạy học sinh lớp của thầy cô nó chưa ổn. Có thể ở cái tiết nào đấy, cái phần nào đấy mà mình thấy là mình đang bị ít thời gian cái phần đấy, thì các thầy cô thêm thời gian mà các thầy cô đưa nó vào phần luyện tập. Đã, thì đấy là cách để chúng ta linh hoạt. Thế còn về vận dụng thì còn mở nữa. Như tôi đã nói đấy, vận dụng ở đây là để hướng học sinh áp dụng được cái kiến thức kỹ năng này vào trong tư duy để sử dụng trong giải quyết các nhiệm vụ học tập, hoặc là lý tưởng nhất là vận dụng áp dụng vào thực tế đời sống. Thế thì nó phải tùy thuộc vào đối tượng học sinh các thầy cô, bối cảnh tổ chức dạy học các thầy cô, địa phương các thầy cô, mức độ nhận thức và khả năng vận dụng của học sinh các thầy cô. Các thầy cô có thể tùy biến cái nhiệm vụ vận dụng này. Thế còn chúng tôi cũng đã xây dựng các cái phần luyện tập và thực hành vận dụng để các thầy cô có thể sử dụng được trên bình diện là vừa là tham khảo vừa là thấy là nó phù hợp thì chúng ta dùng. Thế còn chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh mở. Và đặc biệt là cái hướng ra vận dụng vào thực tế này, các thầy cô lưu ý rằng nó là một trong những cái định hướng của cả chương trình đấy. Thế cho nên là nếu như mà chúng ta đưa ra chúng ta thực hiện ấy, thì các thầy cô cố gắng để làm sao để đạt được cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta, đấy là học sinh sử dụng được cái toàn bộ phần kiến thức kỹ năng của chúng ta đem vào trong thực tế đời sống, đem vào trong hoạt động học tập của học sinh, thì đấy chính là biểu hiện của năng lực. Và cái đó là cái để phù hợp cho với một đối tượng ấy, thì là chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn để sao cho phù hợp với học sinh. Trước khi nghỉ giải lao thì tôi trình bày nốt với thầy cô về hình thức trình bày. Hình thức trình bày của sách ở đây thì nếu mà đối sánh một cách đơn giản với sách của chương trình cũ thì sách mới này đẹp hơn hẳn, màu sắc sinh động, kể cả chất liệu giấy, khổ sách rất là hiện đại các thầy cô ạ. Đấy, và các cái logo thì thống nhất, dễ phân biệt và dễ sử dụng. Đặc biệt ở đây chúng tôi đặc biệt tự hào đó là hệ thống tranh ảnh bản đồ của cuốn sách lịch sử và địa lý lớp 5, bộ sách kết nối tri thức và cuộc sống đều là những tranh ảnh có bản quyền. Chúng tôi riêng lớp 5 này, hôm vừa rồi tôi với cả các bạn ở biên tập là đã phải mất gần 2 tháng để xử lý được cái câu chuyện là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là ra một cái văn bản là cho phép chúng tôi sử dụng cái hình ảnh linh vật và logo của SEA Games thứ 31 tổ chức tại Việt Nam cho vào sách giáo khoa này. Đấy, có nghĩa là ban đầu chúng ta cứ có thể cứ nghĩ rằng đấy là tài sản quốc gia rồi, chung rồi, và một xong lại nghĩ rằng là cái sự kiện nó diễn ra rồi, nó thực sự là nó không thể nghĩ chuyện là nó là có bản quyền của ai cả, hoặc là mình đương nhiên được phép sử dụng vì mình thực sự là mình quảng bá thôi mà, và mình dùng nó để giáo dục ấy. Thế nhưng không, có thể có ạ, muốn sử dụng logo của SEA Games, muốn sử dụng cái hình cái con linh vật, cái con dê ấy, của SEA Games là phải xin phép và phải được bộ chủ quản đồng ý thì mới được đưa vào sách, chứ không phải là thích hình ảnh nào cũng đưa lên được đâu. Đấy, cho nên là đây là hệ thống tranh ảnh có bản quyền, và đặc biệt là hệ thống bản đồ là cái gọi là sản phẩm riêng có của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, được đội ngũ anh chị em bản đồ làm rất là tốt, rõ nét, mạch lạc, khoa học, vừa sức và khớp được giữa cái ý tưởng của đội ngũ tác giả sách giáo khoa với đội ngũ thiết kế bản đồ và tranh ảnh. Đấy, thì cái đấy là cái rất là lợi thế để mà có thể đảm bảo được cái tính gọi là thống nhất, cũng như là có cái hình thức trình bày logic của một cái sách giáo khoa môn lịch sử và địa lý lớp 5 trong năm tới sẽ đồng hành cùng với các thầy cô trong cái hoạt động dạy học theo chương trình và sách giáo khoa mới này. Thì thưa các thầy cô, tiếp sau đây là chúng ta sẽ đi vào một cái bài minh họa. Thì như tôi đã nói đấy, là trong chương trình và sách giáo khoa mới môn lịch sử và địa lý lớp 5 nó có ba dạng bài các thầy cô nhé. Thứ nhất là các cái bài gọi là có nội dung chuyên môn ấy, là về phần lịch sử.
thì cái dạng bài này là chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong chương trình lớp của nhân dân Lào, nó cũng tương tự như thế này. Thì để chúng ta hình dung rằng là với cái mô típ bài mà vừa nãy tôi nói là mô típ, đây là bài thứ ba đấy, loại thứ ba đấy, thì chúng ta sẽ triển khai nó như thế nào. Thế thì nó cũng sẽ tương tự như là cái bài trên, ở chỗ là khi tiếp cận vào yêu cầu cần đạt là các thầy cô phải hình dung là các thầy cô chia giờ chia tiết thế nào. Thế thì ví dụ như vừa nãy là tôi vừa mới trao đổi với các thầy cô cách chia dọc, là trong một tiết thì nó gồm có cả khám phá, nó có cả luyện tập và vận dụng. Thì giả sử đến bài này các thầy cô thử tư duy, chúng ta cắt ngang ra xem như nào. Cắt ngang thì có nghĩa là các thầy cô sẽ dạy về Campuchia, là các thầy cô dạy hết địa thì các thầy cô dạy sang phần phần văn hóa lịch sử. Thế đó. Thì nó nội dung và các cái hoạt động ấy thì nó sẽ gắn với cả cái diễn biến của cái nội dung mà chúng ta đưa ra trong cái phần yêu cầu cần đạt. Thế thì ở đây trên màn hình ở trang 87 này có một cái lược đồ các thầy cô ạ. Thì đây là một cái thứ rất là đặc trưng trong dạy học địa lý. Thì bắt đầu từ cái lược đồ này thì cũng xin trao đổi với các thầy cô về việc là chúng ta sẽ phải thật là chắc tay trong cái phương pháp khai thác lược đồ, bản đồ dạy cho học sinh lớp 5. Thật ra cái này phải chắc tay từ lớp 4 rồi. Nhưng với các thầy cô lớp 5 mà cũng chỉ dạy lớp 5 thôi thì cái việc này là cũng việc đương nhiên các thầy cô phải nắm vững và dạy cho học sinh nó phải chính xác. Thế thì phương pháp khai thác lược đồ bản đồ nó là một phương pháp dạy học đặc trưng trong địa lý. Chúng tôi vẫn nói rằng là địa lý thì bắt đầu bằng bản đồ và cũng kết thúc bằng bản đồ đấy, rồi nó gắn với không gian mà, cái gì ở đâu nó chính là thứ ở trên bản đồ và lược đồ. Thế thì tại sao lại sử dụng thuật ngữ lược đồ, là bởi vì nó là một cái phiên bản giản lược của bản đồ các thầy cô ạ. Thì đối với tiểu học thì chúng tôi chỉ dùng lược đồ thôi chứ chúng tôi không dùng bản đồ. Hay còn có một thuật ngữ khác cũng có thể có thầy cô nào đó sử dụng, đó gọi là bản đồ giáo khoa. Bản đồ giáo khoa là một dạng bản đồ chuyên đề mà ở đó nó có chuyên đề về nội dung và nó phải phù hợp với cả đối tượng người học về mặt mức độ nhận thức, chứ nó không phải là bản đồ đầy đủ thông thường. Cho nên mình hay dùng từ lược đồ cho nó dễ hiểu, là nó giản lược đi các yếu tố phức tạp, nó chỉ lại để lại những cái yếu tố mà phục vụ trực tiếp cho cái bài học thôi. Đấy, thế cho nên toàn bộ trong sách giáo khoa lớp 4 và lớp 5 là sử dụng lược đồ. Đấy là cái để các thầy cô nắm được cái cách thức sử dụng và cái mức độ của các cái tài liệu học tập này. Thế còn về khai thác thì bao giờ cũng vậy. Cứ khi đi vào tiếp cận một bài mà có cái lược đồ này thì đề nghị các thầy cô về mặt quy trình bao giờ cũng phải có việc là phải xác định nêu được tên cái lược đồ đấy là cái gì. Tên lược đồ hết sức quan trọng bởi vì nó khoanh vùng được trong cái nền nhận thức của học sinh khi tiếp cận, là à đây là mình đang đang quan sát cái đối tượng nào trên lược đồ. Ví dụ đây là hình 2 lược đồ tự nhiên Campuchia. Tên của cái lược đồ này có thể do chính các thầy cô đọc trước lớp hoặc các thầy cô yêu cầu học sinh đứng lên đọc tên cái lược đồ này, tùy các thầy cô nhé. Nhưng chắc chắn phải đọc. Cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ bắt đầu cho học sinh đọc cái bảng chú giải các thầy cô ạ. Bước tiếp theo là đọc bảng chú giải. Bảng chú giải ví dụ như cái lược đồ này nó sẽ có cái đầu tiên là cái phân tầng độ cao. Cái phân tầng độ cao này để sau này sẽ có một cái câu hỏi hoặc là có một cái phần nhận xét về bề mặt địa hình của Campuchia. Cho nên là buộc phải đọc. Từ cái phân tầng độ cao này để cho thấy rằng là đại bộ phận diện tích của Campuchia là đồng bằng, có rất ít các đồi núi mà là đồi núi thấp, chủ yếu khu vực phía Nam và khu vực phía Đông Bắc. Đấy, giả sử thế, thì căn cứ vào cái giải màu để học sinh cũng nhận thức được là à, trong địa lý khi đọc các lược đồ bản đồ nó có một cái gọi là cái phân tầng độ cao nhé. Ngoài ra thì ở trong lược đồ này thì nó có một số các ký hiệu chú giải khác để các đối tượng trên lược đồ, ví dụ như là sông, hồ, vùng trũng, hình ngôi sao là thủ đô,
Tên Việt Nam, Lào, Thái Lan, đây là tên các quốc gia gọi là giáp biên giới. Thế rồi là có cái biểu tượng về đường biên giới quốc gia. Đấy. Thế thì trong cái bảng chú giải nó có cái gì thì các thầy cô phải yêu cầu học quan sát, tìm hiểu và nắm được các ký hiệu đó. Sau khi đọc bảng chú giải, cái bước tiếp theo trong quy trình thì chúng ta sẽ ra câu hỏi yêu cầu khai thác. Ví dụ như là cái câu hỏi ở bên 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 trang 86 đấy. Đọc thông tin và quan sát hình 2, em hãy xác định vị trí địa lý của Campuchia trên lược đồ. Thế thì từ cái câu hỏi này thì học sinh sẽ phải làm hai việc. Một là đọc thông tin ở dưới này có câu là Campuchia tiếp giáp với Lào và Thái Lan ở phía Bắc, Việt Nam ở phía Đông và vịnh Thái Lan ở phía Tây Nam. Đấy. Thì đấy là cái gọi là vị trí địa lý. Và để đáp ứng trả lời câu hỏi này thì gắn với cả cái lược đồ hình 2 thì hãy cho học sinh chỉ trên lược đồ. Chỉ lược đồ thì ở đây nếu căn cứ vào câu hỏi thì xác định hai thứ thôi. Một là cái đất nước Campuchia trên lược đồ thì nó có hình dạng như thế nào? Ở đây là màu xanh cho đến màu vàng, đúng không? Thứ hai là tiếp giáp với Campuchia là những nước nào? Thì dùng que chỉ bản đồ để chỉ. Trên lược đồ nó thể hiện có Việt Nam, Lào, Thái Lan. Đấy, thế còn các nước tiếp giáp phía nào thì trong cái đọc thông tin kia có. Học sinh nói được thì tốt, còn không nói được cũng không sao. Bởi vì là khi mà ghi ra ở phía nào là nó định hướng phía, nhưng mà đấy là chỉ có phần lời thôi. Nhưng mà khi mà học sinh chỉ được chính xác trên bản đồ thì nó đã giải đáp được câu chuyện đấy rồi. Đấy, thì đấy là cái để các thầy cô có thể hình dung được về cái bước tiếp theo trong cái việc khai thác cái lược đồ này. Thế khi mà các thầy cô khai thác về về cái lược đồ này thì nó sẽ có thể là có cái kỹ năng về chỉ điểm. Ví dụ như chỉ thủ đô Phnom Penh chẳng hạn. Thì là chỉ vào cái hình ngôi sao nhá. Mình dùng một cái que chỉ bản đồ ấy. Mình chỉ vào cái hình ngôi sao trên lược đồ, đấy là biểu tượng của thủ đô. Nếu mà chúng ta lại chỉ vào cái chữ Phnom Penh kia kìa thì là nó sẽ bắt đầu nó ra đến tỉnh khác ở đấy, chứ nó không phải là Phnom Penh nữa đâu. Chỉ là chỉ theo cái ký hiệu ở trên bảng chú giải. Tương tự như thế khi chúng ta chỉ vào hồ, ở đây là có hồ Tôn Lê Sáp chẳng hạn, thì chỉ vào đúng cái biểu tượng hồ đó ở trên bản đồ. Hoặc khi chỉ sông, có con sông Mê Công chảy qua Campuchia đấy, thì là chỉ dọc theo con sông đó từ thượng nguồn vậy đến hạ lưu, có nghĩa là chảy chỉ từ cái mà từ trên chỗ nước Lào gây chảy qua Campuchia rồi chảy sang Việt Nam, vân vân. Cố gắng khai thác được hết tối đa những thông tin dùng để mở rộng hoặc là dùng để học tập cũng được. Nó sẽ có một cái tương đối thú vị là có thể đối sánh về mặt địa hình với Việt Nam nếu còn thời gian trong hai tiết các thầy cô dạy, có thể đưa nó sang phần luyện tập cũng được. Thì sẽ thấy rằng là bề mặt địa hình của Campuchia thì cơ bản là đồng bằng, trong khi Việt Nam của chúng ta thì cơ bản là đồi núi, nó rất là khác biệt. Đấy. Thì đấy là về 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 khai thác bản đồ. Những câu hỏi hết sức cơ bản trong câu chuyện khai thác bản đồ này thì các thầy cô hãy cố gắng để làm sao khi mà học sinh chỉ đúng không trên bản đồ thì đấy chính là nó giải quyết được câu hỏi đấy. Chúng ta tránh là khai thác bản đồ lược đồ giống như khai thác một bức tranh. Tranh là chỉ cần nói là trong tranh có cái này, trong tranh có cái kia thôi. Thế nhưng bản đồ là phải chỉ chính xác cái gì đâu, gắn với cả không gian ở trên cái bản đồ đó, lược đồ đó. Thì cái đấy là cái về mặt kỹ năng và phương pháp dạy học khai thác bản đồ lược đồ thì các thầy cô lưu ý nha. Đấy là về phần ở cái trang đầu tiên. Thì như tôi đã nói đấy, với cái bài này thì các thầy cô có thể cắt ngang cũng được. Thì cái tiết 1 đấy chúng ta sẽ làm luôn về vị trí địa lý, rồi là đặc điểm dân cư. Đấy, thì là đến là nó sẽ là cái phần của tiết 1 liên quan phần địa lý. Sang đến tiết 2 thì sẽ là một số công trình tiêu biểu của Campuchia. Hoặc là nếu không có thể ngắt hết sang đến hết công trình tiêu biểu đi, để sang đến tiết 2 là chỉ còn có luyện tập và vận dụng, nếu mà các thầy cô thực sự cắt ngang. Bởi vì luyện tập với cả nội dung lịch sử và nội dung địa lý thì nó sẽ rất là nhiều.
cũng không phải là quá khó để các thầy cô xây dựng các cái bài trong cái thiết kế để có thể là dạy trong cái phần cắt ngang của cái loạt bài về các quốc gia láng giềng của Việt Nam làng này. Bài sau có ấy không nhỉ? Cô muốn tìm một cái bài có cái bảng số liệu để trao đổi với các thầy cô về phương pháp khai thác bảng số liệu. Hình như không có. Trên màn hình tôi thấy có các thầy cô có hỏi về cái kho tư liệu lịch sử để phục vụ cho dạy học lịch sử lớp 5. Thì chiều ngày hôm nay các thầy cô trao đổi cái câu hỏi này với cô Thủy nhé. Bởi cái kho về phần lịch sử mà hỗ trợ về dạy học lịch sử là có. Có một cái phần nữa cần phải trao đổi với các thầy cô đấy là khai thác bảng số liệu hoặc đồ trong dạy học lịch sử địa lý. Mở hộ câu quyển sách ra cái để sâu sâu luôn quyển sách lên lấy một cái bài khác chứ không phải bài này. Bấm vào đúng cái đường link vừa nãy mình gửi ấy. Đây, từ từ. Đây ạ. Chúng ta sẽ có một cái phần nó cũng rất là đặc trưng trong dạy học địa lý mà các thầy cô lưu ý. Đó là khai thác bảng số liệu. Thì đây, đây là ví dụ của một cái bảng số liệu được đưa vào sách giáo khoa lớp 5. Thì đặc điểm là như này, nếu mà hình ảnh và bản đồ lược đồ thì tên của nó sẽ là ở bên dưới. Chẳng hạn như là bên này. Các thầy cô thấy là chỗ hình 5 bên này là tên nó bên dưới ảnh này. Cái lược đồ vừa nãy cũng thế. Thế nhưng các bảng số liệu thì tên bao giờ ở phía trên. Và bên dưới của bảng số liệu nó là nguồn. Nguồn ở đây là anh lấy từ đâu ra. Thế thì với một những cái bảng số liệu này thì khi dạy học thì chúng ta khai thác như thế nào? Trong dạy học địa lý thì bảng số liệu là một và biểu đồ là hai. Nó là hai cái cách để biểu thị gọi là về mặt số liệu. Trong đó bảng số liệu thì là trình bày số liệu thôi giống như này. Nhưng nó còn có một cách khác gọi là sự trực quan hóa của bảng số liệu thì nó ra biểu đồ. Đấy, thế thì nó có bài khác có biểu đồ đấy. Nhưng mà tôi bắt đầu từ bảng số liệu với các thầy cô trước. Nhưng các thầy cô nhớ nhé, về bản chất ấy, là mọi biểu đồ đều xuất phát từ một cái bảng số liệu nào đấy. Bởi vì là biểu đồ nó là trực quan hóa của bảng số liệu mà. Thế cho nên là các bước và cách thức khai thác bảng số liệu và biểu đồ nó giống nhau. Đấy. Để chúng ta hình dung, chúng ta chốt câu chuyện đấy chứ chúng ta đừng nghĩ là hai thứ nó khác nhau. Nó chỉ là hình thức biểu hiện khác nhau hoặc là dưới dạng bảng hoặc là dưới dạng các loại biểu đồ khác nhau thôi. Đấy, thế thì với mỗi một cái bảng số liệu thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây nó sẽ có thông số về mặt là bảng thì bao giờ nó cũng là có cột và có hàng. Thế thì nó sẽ có nội dung của thông số hoặc là nó sẽ có cái số liệu. Và đặc biệt là tất cả các bảng số liệu đưa vào đây thì nó đều phải có nguồn là chúng ta lấy ở từ nguồn nào. Cộng với cả một cái nữa là nó sẽ có thời gian. Bởi vì số liệu, nhất là số liệu về dân cư hoặc là số liệu về gọi là sự phát triển ấy, thì nó sẽ thay đổi. Thế cho nên là các cái dữ liệu này nếu như mà theo các cái nguồn cố định ở một các cái khu vực khác nhau ấy thì nó sẽ gắn với cái thời điểm cụ thể chứ nó không cố định. Thế thì cách chúng ta khai thác trong các bước thì nó sẽ như sau. Cái thứ nhất là bao giờ chúng ta cũng phải cho học sinh nêu tên. Là tên cái bảng số liệu đấy là cái bảng gì đã. Nó cũng giống như là cái lược đồ mà vừa nãy chúng ta nói đấy. Là xác lập xem là nó là cái thông tin gì để khoanh vùng cho học sinh đã. Đấy. Thế còn một cái nữa là khi mà
Xác định được nội dung hàng và cột ấy thì nó cũng sẽ chính là xác định được là đối tượng mà mình nghiên cứu nó là cái gì. Thế thì ở đây ví dụ như địa điểm ở đây là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai cái thành phố lớn của Việt Nam chúng ta, và khi tìm hiểu về cái nhiệt độ trung bình cả năm của hai cái địa phương này để nhìn thấy được là nơi nào nóng hơn và nơi nào có nhiệt độ trung bình mát hơn. Nhưng ngược lại thì bên cạnh đó nó còn có dữ liệu của tháng 1 và tháng 7 hàng năm ở đây. Nó sẽ cho thấy rằng là có sự phân hóa về mùa. Chẳng hạn như tháng 1 ở Hà Nội là có 17 độ thôi. Thế trong khi đó tháng 7 là 29 độ, là độ chênh nhau giữa nhiệt độ của hai cái tháng này rất là lớn. Thế thì cái sự chênh nhau nhiệt độ này nó không giống như thành phố Hồ Chí Minh là 27 và 28. Cơ bản nó sẽ gắn với nội dung bài nhá các thầy cô nhá. Thế thì khi mà đây để xem nào, cái nội dung bài này ở cái trang trước nó sẽ có thông tin. Đây. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ trung bình năm trên cả nước đều lớn hơn 20 độ C trừ vùng núi cao, lượng mưa lớn vân vân. Đang chỉ quan tâm đến nhiệt độ thôi. Đây, khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam có ranh giới là dãy núi Bạch Mã có sự khác nhau. Trong đó ở miền Bắc có hai mùa chính là mùa hạ thì nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, mưa ít. Ở miền Nam thì nóng quanh năm và có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Thế thì cái bảng số liệu bên này là nó minh họa cho cái ý đã trình bày về cái sự phân mùa, nhiệt độ trung bình và sự phân hóa trung bình. Thì chúng ta thường trong bảng số liệu là chúng ta sẽ chỉ xác lập được là cái nào cao hơn, cái nào thấp hơn, cái nào bằng nhau, cái nào có sự gọi là ví dụ trong nhiệt độ đây là nó sẽ có cái câu chuyện là sự phân hóa nhiệt độ, khoảng cách nhiệt độ nhiều hay ít để học sinh nhận định ra được cái nội dung đó. Để xem cái bài 4 nào. Câu hỏi của cô là số liệu thì dựa vào thời điểm nhất định minh họa. Thế nếu mà nói về số liệu thì nó lại như này. Nó có những cái số liệu trung bình nó cũng không nhất thiết là phải xác định năm. Đây ví dụ như chính cái bảng số liệu này các thầy cô thấy không? Bởi vì nó chỉ để hình thành cho học sinh một cái biểu tượng về sự phân mùa và sự chênh lệch nhiệt độ giữa miền Bắc và miền Nam thôi. Và về cơ bản là các năm là nó như này, nó không thay đổi nhiều. Mặc dù là biến đổi khí hậu là nó cũng 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 khác nhiều so với ngày xưa đấy. Nhưng khi để hình thành cho học sinh được cái biểu tượng địa lý rằng là là ở miền Bắc hay là Hà Nội này là có một mùa đông này, và tháng 1 đây chính là mùa đông lạnh này. Thế còn tháng 7 này là mùa hè này, thế còn ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu vực phía Nam là quanh năm nắng nóng như thế này. Thì cái nhiệt độ trung bình này và cái cách gọi là nhiệt độ như thế này của các cái tháng này là về cơ bản là các năm giống nhau, cho nên ở đây nó không ghi năm là gì nhỉ? Thế còn đi vào từng năm cụ thể thì nó có thể xê dịch một chút. Để tùy từng năm theo biến đổi khí hậu nó có thể cao hơn một chút hoặc thấp hơn một chút cái chỗ này. Thế thì nó sẽ không cần năm. Thế nhưng có những cái số liệu bắt buộc phải cần năm. Ví dụ số liệu về dân cư. Ví dụ số liệu dân cư đây để xem bên dân cư này có. Chắc là sẽ có. Dân cư đây vừa có bảng số liệu này vừa có biểu đồ đây. Đây các thầy cô nha, có một cái bảng số liệu về dân số, bảng số dân các nước Đông Nam Á năm 2021 đây. Theo hồi mà làm cái bảng số liệu này chúng tôi gọi là tranh luận rất là gay gắt là lấy nguồn của ông nào, lấy nguồn của cái trang World Population hay là lấy của Liên Hợp Quốc hay là lấy trong bảng thống kê niên giám của Việt Nam công bố về các nước khu vực Đông Nam Á. Thế sau cuối cùng là thống nhất là tôi lấy của Liên Hợp Quốc và một cái năm cụ thể, và trong cái công bố của Hiệp Liên Hợp Quốc đó thì gắn với cái báo cáo của Liên Hợp Quốc về dân cư. Thế nhưng cái số liệu về dân cư của Việt Nam thì lại không lấy của Liên Hợp Quốc mà phải lấy theo niên giám thống kê của Việt Nam. Đấy. Nó cũng có lý do của nó về cái câu chuyện số liệu này để đảm bảo cái tính xác thực và có tổ chức đứng ra chịu trách nhiệm về cái số liệu này. Thế thì ở đây nhá, ví dụ bảng số liệu dân cư này là có năm. Ví dụ trên cái bảng chúng tôi đưa vào là năm 2021. Thống kê năm 2021 và được công bố năm 2022.
Hai cái con số này các thầy cô lưu ý nó khác nhau nhé. Đây là số liệu dân cư năm 2021 của các nước Đông Nam Á, được chốt vào ngày 31 tháng 12 của năm 2021, nhưng phải sang năm 2022, thậm chí có khi phải đến tháng 6 năm 2022 mới công bố cái này trên các ấn phẩm của Liên Hợp Quốc và Liên giám thống kê của Việt Nam. Được chưa? Thế thì cái bảng số liệu này nó sẽ như bảng này là khá đơn giản. Nó chỉ có cái giá trị của câu chuyện là so sánh được số lượng dân cư giữa các nước thôi. Ở đây còn chưa có thêm một cái dữ liệu ban đầu chúng tôi cũng đưa vào, nhưng sợ là sau phức tạp quá không tải hết hơi nặng cho học sinh. Đấy là diện tích xong để tính ra được mật độ dân số, xem ông nào đông dân trên số lượng dân trên km vuông hơn ấy. Nhưng nếu nhìn ở đây thì sẽ thấy là đông dân cư nhất ở trong cái khu vực Đông Nam Á này chính là anh Indonesia. Ở đây tôi đã theo thứ tự rồi. Thế và Việt Nam đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á. Được chưa? Và cái con số như thế này thì nó sẽ chỉ biểu hiện được mức độ cao thấp thôi. Giả sử các thầy cô muốn gọi là dạy học tích hợp phát triển năng lực toán học trong tính toán chẳng hạn, thì làm vài cho học sinh làm vài cái phương pháp tính toán cơ bản chẳng hạn, như là cộng trừ nhân chia, xem là như ông Indonesia thì hơn Việt Nam bao nhiêu lần hoặc hơn bao nhiêu triệu dân. Như này là gần gấp 3 rồi, Indonesia là gần gấp 3 Việt Nam. Nhưng mà nó sẽ phải đối sánh với cả một cái con số nữa, đấy chính là về mặt diện tích nữa. Nó lớn hơn mình nhiều. Đại loại thế. Đấy, thế thì cũng có thể tích hợp được một chút nếu như mà chúng ta định hướng trong dạy học tích hợp liên môn với các môn khác. Đấy nhá. Thì đây là về về bảng số liệu, để chủ đề chủ yếu để nhận diện được nhiều ít và các con số. Thế còn bên này là có một cái biểu đồ về sự gia tăng dân số. Thì đây, như tôi đã nói đấy, về bản chất ấy thì biểu đồ nó cũng là sự trực quan hóa của số liệu thôi. Cái biểu đồ này hoàn toàn có thể trình bày dưới dạng bảng số liệu. Nhưng mà thưa các thầy cô, là vì vừa trang bên kia có bảng số liệu rồi, cho nên sang đến trang bên này chúng tôi chọn phương án là trình bày biểu đồ cho nó đỡ bị nhàm chán, nó đỡ lặp lại. Mà xét cho cùng thì đúng là biểu đồ nó cũng trực quan hơn thật. Trực quan đấy. Nó dễ nhìn, cao thấp nhiều ít. Thế thì ở đây cái biểu đồ này thì nó trình bày lại giống như là phần tranh ảnh và lược đồ, là cái tên hình và tên cái biểu đồ thì nó lại nằm ở bên dưới. Nó nằm bên dưới, đó là hình 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 một này, biểu đồ dân số dân của Việt Nam giai đoạn 1991-2021. Thế là trong vòng 20 năm. Ba mươi năm chứ nhỉ, 30 năm. Thế thì ở đây nó là tạo ra một cái quãng để chúng ta nhìn được là cái số lượng dân cư gia tăng như thế nào. Thế và nó vừa kết hợp phần hình và kết hợp phần số. Thế trong quy trình khai thác thì bao giờ cũng lại bắt đầu từ câu chuyện là đọc tên nguồn cộng với cả cái năm. Cái số liệu này là có năm rồi. Là đây là chính là giai đoạn 1991-2021 đây này. Thế và phức tạp hơn nữa thì nó sẽ còn phải lý giải là lý do tại sao có cái sự gia tăng như thế này. Thế rồi là tác động của gia tăng như thế này nó sẽ ảnh hưởng tốt gì, ảnh hưởng xấu gì tới 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 xã hội nói chung. Đấy. Thì trong cái phần thông tin của sách này này cũng đã nêu một phần rồi. Thế còn nếu các thầy cô thấy rằng là học sinh của mình nó có thể tìm hiểu thêm và nghiên cứu thêm ấy, thì mình có thể có những cái câu hỏi để cho học sinh có thể ở đối tượng học sinh nó khá, nó có thể trả lời được. Đây, ví dụ ở đây là dân số đông và tăng nhanh tạo cho nước ta nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Đây là thuận lợi nhá. Nhưng tuy nhiên, dân số đông cũng gây ra một số khó khăn trong việc giải quyết việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục vân vân, và dẫn tới nguy cơ suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường. Thì nó đồng thời nó vừa cung cấp thông tin nhưng mà nó cũng sẽ là nội dung rồi. Thế thì cần phải khai thác các bước với những cái câu hỏi bên trên này này. Dân số nước ta năm 2021 tăng bao nhiêu nghìn người so với năm 1991? Cái này là tích hợp toán học rồi đây này.
Rồi một số ảnh hưởng của gia tăng dân số nước ta thì có thể học sinh có thể lấy luôn thông tin ở cái đoạn thông tin ở bên dưới đã có để có thể trả lời được. Và nếu như em nào nó khá thì nó có thể trả lời thêm được các ý khác theo gợi ý của các thầy các cô nữa. Như vậy là tóm lại, xin nhắc lại với các thầy các cô là khi dạy học mà khai thác bảng số liệu và biểu đồ là nó chung một quy trình. Bởi vì gốc của nó đều là xuất phát từ các cái bảng số liệu. Thế khi mà chúng ta thực hiện cái việc là dạy cho học sinh khai thác các bảng số liệu và biểu đồ này thì chúng ta sẽ đều thực hiện lần lượt các bước. Trong đó bước 1 là nêu tên bảng số liệu, biểu đồ. Nó có những cái biểu đồ nó cũng có bảng chú giải đấy đấy các thầy cô ạ. Đây là biểu đồ đơn giản, là chỉ có một đối tượng thì nó không cần bảng chú giải, cần chú giải màu hoặc chú giải đường. Thế còn nếu mà nó phức tạp hơn, ví dụ biểu đồ lượng mưa và nhiệt độ là nó có hai đối tượng đấy chẳng hạn, thì đối với cái đối tượng mà của mỗi một cái loại biểu đồ mà nó hiển thị thì có chú giải thì chúng ta phải thêm phần đọc chú giải cũng giống như lược đồ nhé thầy cô nhé. Thế còn các bước tiếp theo thì sẽ là nêu câu hỏi thôi. Câu hỏi thì giống như cách đặt câu hỏi ở trong trong sách này là đơn giản này, là đọc thông tin và trả lời câu hỏi, hoặc là dựa vào bảng số liệu hoặc dựa vào biểu đồ thì trả lời câu hỏi sau đấy, hoặc là dựa vào hiểu biết kết hợp với hiểu biết của em nữa để trả lời câu hỏi sau, vân vân đấy. Thì đấy là cách để chúng ta đưa ra vấn đề, vừa là hỏi nhưng lại vừa là gợi ý cho học sinh để biết là nó tìm dữ liệu đâu để mà trả lời nhé. Chứ chúng ta rất tránh cái loại câu hỏi mà đưa ra câu hỏi xong học sinh không biết phải trả lời như thế nào, không biết dựa vào cái gì, thông số ở đâu để mà trả lời. Cũng đừng nghĩ rằng là à trong sách có hết rồi chỉ việc trả lời thôi, nhưng mà phải nói rõ với học sinh rằng là tìm được cái dữ liệu đấy ở đâu đấy. Thì thưa các thầy cô, thì cách mà học sinh tìm được cái dữ liệu để trả lời chúng ta đấy cũng là phương pháp học đấy, đấy là phương pháp học có hướng dẫn, do chúng ta hướng dẫn cho học sinh, không có gì mà phải lo rằng là à nó giỏi lắm thế này thì dễ quá nó trả lời đơn giản, chưa chắc đâu nha. Đấy, thế thì đấy là bước thứ hai là đưa ra câu hỏi này và có chỉ dẫn cho học sinh này, có thời gian cho học sinh làm. Thế thì riêng cái đoạn trả lời câu hỏi này có thể làm cá nhân hay làm theo nhóm hay làm theo cả lớp, thì cái đấy là câu chuyện của mặt kỹ thuật, tùy các thầy cô lựa chọn. Thì sau đó thì là cho học sinh trả lời hoặc là báo cáo đấy. Thì đến đoạn trả lời báo cáo này thì cố gắng ngắn gọn, động viên những em học sinh là nó đang đuối mà nó lại có khả năng trả lời được thì ghi nhận nó. Thế rồi là cố gắng nhận diện những cái hướng trả lời sai hoặc là hướng hướng đưa thông tin sai để mình điều chỉnh lại luôn cho chính xác. Rất là tránh cái câu chuyện là học sinh trả lời sai mà chúng ta lại cũng bảo bảo là đấy là đúng rồi, là rất nguy hiểm. Đấy, cho nên phải chuẩn xác hóa được cái phần thông tin mà học sinh báo cáo. Cái này là chung của tất cả các hoạt động dạy học chứ không chỉ có mỗi cái này. Đấy, thế sau khi mà học sinh báo cáo xong thì chúng ta chuẩn hóa lại kiến thức, chúng ta chốt. Thì là xong. Đấy, thì đấy là các bước của cái việc khai thác bảng số liệu và biểu đồ. Đấy. Thì đấy là có hai cái, có cái lược đồ là một này, với cái bảng số liệu biểu đồ này là hai cái đặc trưng của địa lý thôi. Chứ còn lại ví dụ tranh ảnh này rồi là những cái thứ khác thì thực ra nó là chung chứ nó không chỉ là địa lý. Khi chúng ta dạy ấy, thì chúng ta sẽ thấy được nó một cách rất là tường minh thôi, không có gì cả. Chuyển lại cho cô về cái slide của bài. Đây là sách rồi. Vâng. Thì đấy là có hai bài minh họa về phần địa lý, trong đó là có phần địa lý riêng và minh họa về địa lý mang tính chất tích hợp vừa trao đổi với thầy cô. Tôi thấy là có một số thầy cô có câu hỏi nhắn lên rồi đấy, các thầy cô cứ nhắn tiếp các câu hỏi đi, xong chúng tôi sẽ tổng hợp để chúng tôi lát đến cuối thì chúng tôi có phần trao đổi cụ thể tất cả những câu hỏi này với các thầy cô nhé. Vâng, rất vui mừng được tiếp nhận các câu hỏi của thầy cô. Về cơ bản là cách thức của chúng ta là triển khai dựa theo từng, đối với các bài học ấy thì các thầy cô cứ tập trung vào những cái nội dung nào mà gắn với yêu cầu từ đến đâu thì tùy thuộc vào thời gian và tùy thuộc năng lực học sinh có thể. Thế thì căn cứ vào bài và căn cứ vào chương trình để chúng ta thiết kế thôi. Thế còn chúng tôi xin được sang chắc dành khoảng 5 phút cho những cái điểm mới của sách. Là
liên quan tới điểm mới đầu tiên ấy, đấy là kiến thức chú trọng điểm. Cái điểm này là quan trọng lắm nha thầy cô nha, là bởi vì bản thân cái nền kiến thức về lịch sử địa lý nó rất là lớn, nó rất là rộng, nó rất là nhiều. Thế thì bây giờ chúng ta tập trung vào những điểm quan trọng, kể cả trên cái timeline lịch sử, đường thời gian lịch sử thì cũng chỉ là những cái điểm nào quan trọng nhất thôi, không học hết được. Địa lý càng như thế, địa lý nó là không gian thì cứ những điểm nào là nổi trội thì chúng dạy cho học sinh. Thế thì có thể là nó có những cái đổi mới và có những cái rất là khác giữa các cái đối tượng khác nhau. Ví dụ như trong địa lý thì sẽ tập trung vào các nét tiêu biểu về đất nước và con người, rồi là các khu vực không gian thì bao giờ nó cũng là đặc điểm về tự nhiên trước, nổi bật nhất, xong đặc điểm về dân cư nổi bật nhất, xong đến đặc điểm về kinh tế xã hội nổi bật nhất. Đấy, thế thôi. Thì đấy là về phần điểm của địa lý. Còn điểm về phần lịch sử thì chiều nay các thầy cô sẽ làm việc cụ thể. Nhưng nhìn chung là cứ cái gì nổi trội nhất thì chúng ta đưa vào, bởi vì chúng ta vẫn phải lược bớt nó đi cơ mà. Thế cho nên chúng ta cũng không tham, và căn cứ vào chương trình thì chúng ta sẽ đẩy cái nội dung cho nó được phù hợp các thầy cô nhá. Về một số cái sự khác biệt của chương trình 2006 và 2018 thì như tôi đã nói trong quá trình trao đổi, thì ở đây tôi cũng có đánh dấu một số cái màu đỏ, nhưng mà chủ yếu là phần lịch sử các thầy cô ạ. Chứ phần địa lý của tôi thì tôi thấy là nó cũng không thay đổi không nhiều lắm. Miễn là làm sao các thầy cô dạy cho nó dễ hiểu, cho nó hay, cho nó hấp dẫn, cho nó dễ nhớ thôi, chứ còn nó không có cái nhiều cái mới, đưa hẳn nội dung mới, ví dụ như màu đỏ này vào này là sử là chính. Cho nên là tôi mới nói là sử là hơi nặng là vì thế. Đây, địa cũng có một vài cái hơi mới mới đưa vào đây các thầy cô nha. Màu đỏ bên tay phải này. Ví dụ đơn vị hành chính, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca là lớp 5 cũ các thầy cô không phải dạy. Thì bây giờ có. Cái này nó mang tính biểu tượng quốc gia rồi. Làm nào dạy để cho học sinh nó phải nhớ thôi. Chứ mà để dạy hay cực kỳ khó. Cho nên khi mà thiết kế bài trong sách thì chúng tôi đã cố gắng bày biện ra rất là nhiều thứ rồi. Nhưng mà thật ra nó là những thông tin nó ghi trong hiến pháp các thầy cô ạ. Đấy, cho nên các thầy cô chủ yếu là cung cấp và cho học sinh hiểu được về bản chất thôi. Còn thực sự là cái đoạn này dạy hay là khó đấy nha. Nhưng ví dụ phần biển đảo là cái mới tách ra thành một bài. Nhưng cái này dạy hay thì lại dễ này, dễ hay hơn. Nhưng mà đừng có nói đây gì để cho nó bị ảnh hưởng tới câu chuyện chủ quyền thôi. Chứ còn lại thì là dễ hay, dễ tích hợp, dễ cho học sinh thể hiện cái năng lực tích hát múa, ví dụ vậy. Rồi là thậm chí kể cả múa võ nó có cũng được, không sao cả, thể chất ấy. Phần châu lục và các đại dương trên thế giới thì nó có sẽ thêm phần đặc điểm tự nhiên của các châu lục và đại dương, nó kỹ hơn so với chương trình lớp 5 cũ. Đấy, thì cái bên này là sửa rồi. Tích hợp thì bảo là mới thì nó cũng chả phải là mới lắm, nhưng mà đúng là cái ảnh hưởng của tích hợp lên cái phần lịch sử địa lý trong sách là một yếu tố mới. Và chúng tôi xin khẳng định với các thầy cô là cái câu chuyện tích hợp trong môn lịch sử và địa lý lớp 4 và lớp 5 ở tiểu học chúng ta làm tốt hơn rất nhiều so với môn lịch sử và địa lý ở trung học cơ sở. Cái này nếu mà các thầy cô không thao tác nghề nghiệp ở trung học cơ sở thì chắc các thầy cô không quan tâm lắm. Nhưng các thầy cô cứ hình dung này, sách giáo khoa lịch sử và địa lý của trung học cơ sở nó giống hệt như sách giáo khoa cũ của mình ấy. Một nửa quyển là sử, một nửa quyển là địa ấy. Sử cứ dạy thời có biểu giờ sử, còn địa cứ dạy thời có biểu giờ sử, xong nó cũng có một vài giờ của tích hợp. Nhưng như thế thì nó cũng không khác mấy so với cả sách cũ của mình đâu. Sách giáo khoa môn lịch sử và địa lý lớp 4 và lớp 5 ở tiểu học mới ấy, làm công tác tích hợp này tốt hơn, nhuần nhuyễn hơn, bởi vì nó đã tích hợp vào đến từng chủ đề rồi. Trong chủ đề thì nó bắt đầu chia nhánh, chứ nó không thể nào mà chia thời khóa biểu của thầy cô là một tiết sử, một tiết địa như ngày trước được. Đây là một bước tiến trong tích hợp của môn lịch sử và địa lý ở tiểu học đấy cô ạ. Một cái điểm mới về logic cấu trúc mạch nội dung là mở rộng theo không gian. Cái này thì vừa nãy tôi đã nói với các thầy cô rồi, là bắt đầu đi từ địa phương, vùng miền, ra đất nước Việt Nam và ra đến thế giới. Thế thì thật ra địa phương và vùng miền là đã giải quyết xong từ lớp 4 trở xuống. Thế còn lớp 5 là chúng ta đang làm cái hai cái vòng màu xanh và vòng màu tím ở ngoài. Đó là đất nước Việt Nam và thế giới. Nó đảm bảo cái tính logic của môn học từ lớp 4, lớp 5. Về việc thiết kế theo hướng phát triển năng lực thì cái này là thông qua các hoạt động học của các bài học. Chúng tôi đã hết sức cố gắng
để gợi ý cho các thầy cô tổ chức các hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực, để là học tập dựa trên vấn đề, học tập dựa trên khám phá và học tập dựa trên nhiệm vụ. Rất mong là các thầy cô cũng xuất phát điểm trên cái nền là dạy học cho học sinh theo hướng phát triển năng lực để các thầy cô khai thác triệt để câu chuyện này. Ví dụ như học tập dựa trên vấn đề là những câu hỏi, những tình huống và thử thách để tạo động lực cho người học. Nó như một cái gợi mở, như một cái cú hích ấy, để khi mà khởi động thì chẳng hạn là bắt đầu vào bài học là chúng ta dựa trên tình huống, dựa trên vấn đề. Thế còn học tập dựa trên khám phá thì cái dạy học khám phá rất rõ nét. Chúng ta đưa ra câu hỏi, chúng ta cung cấp thông tin, chúng ta đưa ra hình ảnh, chúng ta đưa ra ngữ liệu và học sinh sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ khám phá dần từng bước một theo các bước mà chúng ta yêu cầu. Cái thứ tư là sách và các cái hoạt động thiết kế theo hướng mở. Hướng mở ở đây thì có ba ý. Một là coi trọng cái sự vận dụng kiến thức kỹ năng vào cuộc sống cho học sinh, cái này đã nói rồi. Thứ hai là trong sách ấy, các hoạt động dạy học thì có nhiều nội dung yêu cầu tính đưa ra ý kiến là mở và đề nghị các thầy cô cũng tôn trọng ý kiến cá nhân của học sinh. Có thể có những cái nó hơi ngây thơ, nó hơi rời rạc, nó cũng có thể chưa đúng ý của mình lắm, mình muốn là không mất thời gian nó phải trả lời đúng luôn chẳng hạn thì nó không đúng ý mình được đâu. Nhưng đây chính là yếu tố mở đấy, và đối tượng người học của chúng ta cho thế hệ trẻ ngày nay nó phải được nêu ý kiến cá nhân mà nó có cái bản lĩnh cá nhân của nó là chúng ta phải chấp nhận chuyện này. Các thầy cô chắc phải thích ứng cái chuyện này thôi chứ không thể gò ép nó được đâu. Và cái đó sẽ lại là cái góp phần cho phát huy cái tính chủ động và sáng tạo sau này của học sinh. Tốt các thầy cô ạ. Đấy, và nhiều bài học cho sách giáo khoa yêu cầu học sinh phải chủ động hoàn thành nhiệm vụ học tập. Nó có thể là học tập có hướng dẫn hoặc là học tập tự học ấy. Thì cái đấy nó là mở mà. Đây, một số các cái nhiệm vụ yêu cầu học sinh đưa ra ý kiến cá nhân này. Rồi là phải chủ động hoàn thành nhiệm vụ theo ý của mình hiểu này. Vân vân. Các bạn sử dụng sách thì cũng có nhiều thuận lợi, trong đấy là đặc biệt là cái hệ tài nguyên hỗ trợ trực tuyến của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rất là đồ sộ. Chúng tôi với tư cách là tác giả, chúng tôi cũng có trách nhiệm phải đồng hành cùng các thầy cô. Các thầy cô có phản hồi thông tin thông qua các địa phương, các nhà trường và thậm chí kể cả mối quan hệ cá nhân, các thầy cô phản hồi tới chúng tôi đều phải trả lời mà. Thì đấy là một số cái phần mà trong cái nội dung trao đổi của tôi ngày hôm nay liên quan tới phần chung của cuốn sách giáo khoa và một số nội dung định hướng hỗ trợ các thầy cô trong việc dạy học lịch sử và địa lý. Bây giờ còn khoảng 15 phút nữa thì cũng xin mời các thầy cô chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là phần trao đổi. Để tôi sẽ xem một số các câu hỏi của các thầy cô ở đây trước nhá. Để sau đó thì khi mà các thầy cô có thêm những câu hỏi nữa thì chúng ta lại trao đổi tiếp. Câu hỏi nó chỉ có ở cái đường link này hay cả đường link bên kia? Trên cái đường link này thì tôi có nhận được một số câu hỏi của các thầy cô liên quan tới tôi chỉ lý giải và giải đáp về các câu hỏi phần chung và phần địa lý thôi các thầy cô nhé. Thống nhất là các câu hỏi về phần lịch sử chiều nay các thầy cô hỏi chủ biên phần lịch sử trả lời cho chuẩn. Còn hôm nay sáng nay là phần của chủ biên địa lý thì các thầy cô cứ địa lý mà hỏi. Hoặc phần chung là trách nhiệm của tôi. Số liệu thì dựa vào thời điểm nhất định chỉ có tính minh họa thôi phải không? Số liệu thì như vừa nãy nói nha, có hai loại các thầy cô. Loại thứ nhất đó là có những cái loại số liệu, ví dụ như số liệu địa lý mà số liệu về thời tiết thì số liệu về khí hậu, số liệu về độ cao địa hình về cơ bản nó không thay đổi mấy theo thời gian ấy. Thì có những cái loại dữ liệu các thầy cô có thể lấy loại rất cũ không sao cả. Hoặc là ví dụ đấy như có một cái bài minh họa trong sách ấy là nó còn không ghi ngày không sao cả, không ghi năm không sao cả. Đấy, bởi vì là cái dữ liệu đấy qua nhiều năm nó cơ bản nó không thay đổi. Tìm năm này năm kia nó chỉ thêm mệt thôi, nó không giải quyết được cái gì cả. Thì lấy một cái đấy thôi. Thế nhưng có cái loại số liệu nó thay đổi theo hàng năm. Tôi lấy ví dụ như là dân số. Thì chúng ta làm nào. Tôi vừa lấy ví dụ nha, cái sách lớp 5 năm nay của thầy cô sẽ là sách in năm 2024. Thế thì thực ra khi chúng tôi viết sách năm 2023 là chúng tôi lấy số liệu năm 2022. Thế thì khi 2024 các thầy cô dạy là nghe cảm giác như nó đã lỗi thời mất 2 năm rồi. Đấy, thế thì các thầy cô dạy như nào? Thứ nhất, các thầy cô sử dụng số liệu trong sách là năm 2022
Làm số liệu chính thức để khai thác cho học sinh khi so sánh đối sánh các số liệu liên quan. Còn bằng cái gọi là khả năng cá nhân của các thầy cô và các thầy cô muốn mở rộng thì các thầy cô vẫn có thể vào đường link của nhà, nó gọi là gì nhỉ? Tổng cục Thống kê Việt Nam, gso.gov.vn đấy, để nhìn được cái số liệu thống kê gần nhất về số liệu dân số của Việt Nam. Ví dụ bây giờ là tháng 6 năm 2024 là có số liệu dân số năm dân cư năm 2023 và sơ bộ 6 tháng năm 2024 rồi. Các thầy cô có thể mở rộng cho học sinh về số liệu đó được. Mở rộng thôi nha. Hoặc các thầy cô có thể giao cho học sinh lớp 5 thôi mà. Học sinh có thầy cô là học tin học từ lớp 3. Giao cho học sinh cái đường link của dân số đó để học sinh tự tìm hiểu. Là à thế số liệu cập nhật đến thời điểm này là dân số là bao nhiêu. Thì tự nhiên nó lại trở thành một hoạt động tự học, thành một nhiệm vụ mà rõ ràng nó lại là tích hợp với năng lực công nghệ thông tin. Đấy thì tùy nhá, các thầy cô cung cấp dưới dạng mở rộng hay các thầy cô giao cho học sinh dưới dạng tự học mà lại còn kèm theo được cái gọi là tích hợp công nghệ thông tin vào đấy thì tùy các thầy cô. Nhưng cái cập nhật đó nó cũng không phải là cái bắt buộc. Các thầy cô thực ra sách mà ra năm 2024 mà sử dụng số liệu năm 2022 là cũng là tương đối gần rồi. Người ta yêu cầu chúng ta là không được sử dụng cái số liệu đặc biệt về dân cư là không được sử dụng số liệu cách quá 10 năm. Và cứ 9 năm, cái năm mà có đuôi 9 ấy, ví dụ 2009, 1999, 2019 sẽ là tổng điều tra dân số. Thì cái số liệu cứng của cái tổng điều tra dân số đó là số liệu sử dụng trong 10 năm các thầy cô ạ. Thế còn tất cả các số liệu mà dùng trong các cái quãng năm từ đuôi 9 này đến đuôi 9 kia là đều là số liệu cập nhật. Thì kể cả cái số liệu dân số năm 2022 mà chúng tôi sử dụng cũng là số liệu cập nhật chứ không phải số liệu tổng điều tra dân số. Đấy thì đấy là về về số liệu nhá. Thực ra có hai cái ông mà biến động nhất về mặt số liệu đấy là dân số là một, về thứ hai là chỉ tiêu về kinh tế xã hội ấy, xuất nhập khẩu hàng năm rồi là GDP hàng năm thì tùy bài các thầy cô ạ. Cái bài nào cần mở rộng thì các thầy cô có dữ liệu để mở rộng cứ lấy Tổng cục Thống kê Việt Nam ra mà dùng thì ok, không có vấn đề gì hết. Cô có thể cho xin địa chỉ để lấy ảnh hoặc các lược đồ bản đồ có độ phân giải cao, cái này là một vấn đề đấy. Với tư cách cá nhân tôi xin hứa với các thầy cô là với toàn bộ những cái hình ảnh mà đã có bản quyền của sách, cá nhân tôi sẽ có một cái bộ để có thể hỗ trợ các thầy cô, vì vì là như này, khi các thầy chúng tôi rất hiểu là các thầy cô show nó lên cái màn hình lớn ấy thì nó bị giảm độ phân giải là một, với thứ hai nó nếu như các thầy cô lấy hình ở trong trong cái trang sách giáo khoa này nó bị chèn cái hình nền, có những cái nó sẽ khó cho các thầy cô khai thác. Chúng tôi cũng tiếp thu cái ý kiến này và sẽ đề nghị để cung cấp cho các thầy các cô sử dụng sách này thì sẽ có những cái đồ dùng học tập tương ứng với độ phân giải tốt nhất để phục vụ cho việc trình chiếu, và chắc bây giờ tất cả các thầy cô đều dùng tivi màn chiếu hết rồi thì nên có, chứ in ra bản cứng thì nó ít lắm. Một cái nữa là trong sách ghi số dân nước ta là 98 triệu 504 nghìn người năm 2021, nếu dạy học sinh đọc thế đấy, đọc như tôi vừa nói đấy, 98 triệu 504 nghìn người năm 2021. Cái đầu số của chúng ta là đầu số triệu mà. Đuôi nghìn, ừ. Bởi vì nó còn có 3 số 0 nữa. Mà nó thay 3 số 0 ấy bằng chữ nghìn người đằng sau. Đầy đủ. Khởi động tiết 2 của bài 20. Không chỉ khởi động tiết 2 của bài 20 mà tất cả khởi động của các cái tiết sau của các bài thì tôi thường gợi ý với các thầy cô là mình phải có một cái kế hoạch từ trước, là cứ khởi động của bài nào bắt đầu vào tiết 1 thì chúng ta dùng cái khởi động của sách. Còn tất cả các cái khởi động của cái tiết thứ hai, thậm chí tiết thứ ba, tiết thứ tư tùy bài nhá, thì chúng ta hãy có một cái ý tưởng từ trước để chúng ta có cái gọi là giao bài cho học sinh ở cái phần vận dụng ấy của cuối tiết trước ấy, thì chúng ta dùng nó để làm cái khởi động cho đầu tiết sau. Đấy là cách gọi là cực kỳ gọi là thuận lợi và tôi gọi là hiệu quả
một việc thôi. Một cái việc là khi các thầy cô thiết kế cái hoạt động vận dụng ở cuối tiết trước, nó có thể là tự học, nó có thể là tự tìm hiểu, nó có thể là liên hệ thực tế, vân vân và vân vân. Thì đến đầu tiết sau, các thầy cô kiểm tra lại xem là học sinh vận dụng đến đâu, tự học đến đâu, chuẩn bị bài đến đâu. Thì đấy là phần khởi động của tiết sau ấy. Mà nó rất gắn với bài. Đấy, một động tác đấy thôi nhưng mà nó rất hiệu quả các thầy cô ạ. Các thầy cô nên cân nhắc. Thế còn đương nhiên là nó sẽ khác biệt đi về mặt hình thức, là phụ thuộc vào việc là các thầy cô buổi trước các thầy cô giao cho học sinh cái gì. Nó có thể là báo cáo theo nhóm, nó có thể làm việc theo nhóm hoặc là làm theo cá nhân. Cuối buổi trước mà việc vẽ tranh thì đến buổi sau là trưng bày tranh. Hay quá, còn gì nữa à? Cứ buổi trước định cho về làm cái gì thì buổi sau mình khám phá cái đấy là nó ra khởi động. Dễ mà. Với các thầy cô tôi nghĩ đó. Và đừng áp lực chuyện đấy nhá. Đừng áp lực quá chuyện đấy. Bởi vì nó cũng có một câu chuyện là như này. Khi chúng ta nói rằng là yêu cầu học sinh về nhà vận dụng, thế nhưng nó vận dụng đến đâu chúng ta không biết đấy. Không đo được ấy. Đấy thì chúng ta có một cái động tác của cái việc là check nó ở cái khởi động của đầu tiết sau. Tốt mà. À, tiếp theo là giáo viên có được chủ động đưa bài dạy 2 tiết thành 1 tiết được không? Tùy thuộc vào độ lĩnh hội của học sinh. Cái này thì thế này. Đối với chương trình nhá, chương trình quy định sẽ chỉ quy định mỗi chủ đề là bao nhiêu phần trăm tiết. Chương trình cũng chỉ quy định phần trăm, chứ chương trình không quy định mỗi chủ đề bao nhiêu tiết. Được chưa? Cái này chúng ta phải thống nhất này. Thế cho nên thật ra khi mà sắp xếp số tiết cho mỗi một bài trong một chủ đề của chúng tôi ấy, nó cũng có sự linh hoạt về thời lượng. Với mỗi một bài mà có thể là đang gợi ý là 2 tiết mà các thầy cô dạy trong 1 tiết, với lý do là như cô nói là học sinh của cô rất là giỏi cái phần đấy rồi, chỉ cần 1 tiết thì xong hết rồi, nhưng cái tỷ lệ tổng chủ đề của các thầy cô không được phép thay đổi vì quy chương trình đã quy định. Thì đấy đấy là việc thứ nhất nhé. Việc thứ hai là khi các thầy cô rà soát lại toàn bộ cái yêu cầu cần đạt của từ bài học cho đến chủ đề, nó phải đảm bảo. Và khi các thầy cô khẳng định rằng học sinh của thầy cô đã đạt rồi thì cái thời lượng còn lại phải dành cho phần nâng cao để nó hiểu sâu sắc hơn, tốt hơn, có sản phẩm rõ nét hơn của chuyện này. Chứ không phải là chỉ dùng một nửa thời gian mà học sinh lại chỉ đạt được sàn của yêu cầu cần đạt. Cho nên vì vậy lời tư vấn của chúng tôi là giả sử với một bài học nào đấy đang là 2 tiết hoặc cứ cho là 3 tiết thì nói 3 tiết đi cho dễ. 3 tiết mà các thầy cô thấy rằng là với học sinh của các thầy cô 2 tiết là các thầy cô giải quyết xong hết rồi. Thế còn 1 tiết thì có thể là vì trong cái chủ đề đó cần để di chuyển sang thì các thầy cô mới dừng để di chuyển. Còn nếu không dùng cái thời lượng đó cho phần mở rộng và nâng cao. Đây là phụ thuộc vào đối tượng học sinh của thầy cô mà. Và tổng thời lượng tỷ lệ của chủ đề không thay đổi các thầy cô nha. Được chưa? Thế và điều đặc biệt quan trọng là phải đảm bảo yêu cầu cần đạt. Thế còn cũng có cái câu chuyện là các thầy cô thấy rằng là các thầy cô cần di chuyển như thế thì có điều hết sức quan trọng là chương trình nhà trường của cái khối lớp 5 này của các thầy cô phải thống nhất việc đấy. Giáo viên khi xây dịch về đấy phải được sự cho phép và phải ban giám hiệu phải kiểm soát được việc này. Thế thôi. Cả nhà trường, cả khối thống nhất rằng cái này bài này chỉ cần dạy 2 tiết thôi, chứ còn 1 tiết thì dùng cho cái việc kia của cả trường. Hoặc là ví dụ cũng có thể lớp này thôi, lớp kia không, nhưng ban giám hiệu phải biết và khối trưởng phải biết việc này. Ghi trong chương trình nhà trường. Được các thầy cô ạ. Thế nhưng vì là thật ra ấy, cái tình huống đấy nó cũng sẽ không nhiều đâu. Đấy, thế cho nên là chúng ta sẽ cân nhắc xem là trong cái khoảng thời gian mà còn dư đó của một cái lớp cụ thể nào đấy mà mình thấy đối tượng nó đang tốt ấy, thì mình chọn cái giải pháp mở rộng nâng cao cho nó thì sẽ dễ chịu hơn so với câu chuyện là chúng ta điều chỉnh cả cái chương trình nhà trường chạy theo một cái lớp. Đấy, thì cái đấy là cái các thầy cô cân nhắc. Có cần tích hợp an ninh quốc phòng vào một số bài thi dạy hay không? Ở Thanh Hóa bắt buộc tích hợp lớp 4, lớp 5 chắc tích hợp. À, nó có một số thứ tích hợp mà nó không hẳn là có trong sách, trong chương trình từng bài mà vẫn cứ phải đưa vào khi thấy thuận lợi. Một là tích hợp an toàn giao thông, hai là tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, ba là tích hợp quốc phòng an ninh chủ quyền đấy, vân vân. Cứ khi nào thấy
phù hợp và gần gũi, không khiên cưỡng là đưa vào. Ở đây cái món tích hợp giáo dục quốc phòng an ninh này là nó gần với cả cái phần lịch sử nhiều và cái phần chủ quyền của địa lý nhiều. Đôi khi nó cũng không nặng nề quá thành hẳn một hoạt động các thầy cô ạ. Nó chỉ cần là một vài câu nói hoặc một vài hình ảnh hoặc một vài cái gọi là gì nhỉ? Một cái slogan, cái những cái câu mà mình chốt cho học sinh mà gắn với chủ quyền quốc gia liên quan tới 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 an ninh quốc phòng là được, chứ cũng không đến mức phải tích hợp cồng kềnh là một hoạt động. Khi mà tích hợp bắt buộc thành một hoạt động là quy định trong chương trình. Thế nhưng ở đây là chương trình tích hợp rất khuyến khích các thầy cô, và thực sự phải ghi nhận các thầy cô khi các thầy cô thấy nó gần gũi, nó nhuần nhuyễn, nó không khiên cưỡng thì các thầy cô đưa vào một cách hết sức nhẹ nhàng và tự nhiên, dưới dạng là một cái nhắc nhở, một cái khẩu hiệu, một cái dòng nhắn nhủ thêm ở trong một vài cái video clip hoặc hình ảnh các thầy cô đưa ra một cách nhẹ nhàng, không tốn thời gian các thầy cô nhé. Bởi đôi khi tích hợp mà cồng kềnh thành một hoạt động là nó ảnh hưởng tới thiết kế. Làm được thì làm, còn không thì mình chọn cách nào cho nó nhẹ nhàng nhất. Đọc số liệu dân số như tôi đã nói, hàng triệu thì đọc là triệu, hàng tỷ thì đọc là tỷ. Giống như cái thầy cô vừa hỏi 98 triệu vừa nãy đúng không? Tại sao sách vừa ra lò lại phải tích hợp để tiêu với sách? Có hai mức độ tích hợp mà thầy cô. Một là tích hợp theo chương trình khung, và thứ hai là tích hợp để phát triển năng lực. Tích hợp quy định trong chương trình là bắt buộc phải thực hiện. Thế còn như tôi đã nói, như kể cả cái tích hợp giáo dục quốc phòng an ninh hay là tích hợp an toàn giao thông hay tích hợp giáo dục ở môi trường, nếu các thầy cô thấy rằng là khiên cưỡng phù hợp thì các thầy cô nên tích hợp, với nó thể hiện chính là năng lực của các thầy các cô trong câu chuyện dạy học hiện nay. Đôi khi trong cái thiết kế bài dạy các thầy cô ấy mà nó không có sẵn tích hợp, mà mình có thêm được cái tích hợp thì nó giống như một cái, tôi vẫn nói với các bạn sinh viên của tôi và các thầy cô mà tôi đi tập huấn trực tiếp, là nó là một cái thứ trang trí rất là cao sang, nó thể hiện đẳng cấp của giáo viên ấy. Không có thì bảo là thiếu thì người ta chẳng đánh giá thầy cô thiếu, nhưng có thì người ta đánh giá thầy cô khác hẳn. Và cái sự lựa chọn tích hợp thêm nếu không có trong quy định ấy thì đấy là sự lựa chọn của các thầy cô và khả năng các thầy cô có làm được hay không. Chia nội dung thì có dọc và ngang, thì tùy các thầy cô, tùy từng bài nhé. Cái việc sử dụng đơn vị tính dân số là đơn vị nghìn ấy là nó có lý do đấy, bởi vì số mà nhỏ hơn mà đánh dấu phẩy ấy là hình như sóng ngang ra bên toán chưa học ấy sao. Hồi trước là chúng tôi đã phải ngồi bàn với nhau về câu chuyện này rồi. Nó tương đương với cả cái cách đọc về số ở bên toán học ấy. Chứ còn đọc theo kiểu người lớn chúng ta thì dễ hiểu quá, nhưng đấy người lớn ta hiểu thôi. Về nguyên lý là trẻ con chưa học cái cách đọc đấy thì không không dùng được các thầy cô ạ. Khởi động chưa tạo hứng thú cho học sinh. Đây là gợi ý mà. Nếu như khởi động thì nó có hai loại. Nếu nói về hoạt động khởi động có hai loại nhé. Một là khởi động là có liên quan tới bài học, để dẫn dắt vào bài học kế tiếp, hoặc nếu không nó hoàn toàn có thể các thầy cô được phép lựa chọn cái loại khởi động nó chỉ mang tính chất là để gọi là ổn định tổ chức cũng được mà, không sao cả, phụ thuộc vào ý tưởng các thầy cô cần đến mức độ nào. Thế còn tôi đang gợi ý các thầy cô cái gợi ý của khởi động mà dùng cái việc mà mình check mà về bản chất ngày xưa mình hãy nói mà bây giờ mình không dùng đến, đấy là kiểm tra bài cũ ấy, là xem nó về nó tự học nó làm đến đâu ấy, thì đấy là cách để mình check lại xem là nó có tự học hay không, là một. Với là cái thứ hai nữa là nó cũng kết nối được về mặt nội dung thôi, nhưng quả thật nó cũng sẽ nặng. Thế còn hình thức có hứng thú hay không thì tùy thuộc vào là cái yêu cầu hôm trước của các thầy cô là cái gì. Tôi lấy giả sử như các thầy cô yêu cầu sinh về nhà vẽ tranh hoặc là viết một cái đoạn tuyên truyền về cái gì đó và đến hôm sau trình bày ở lớp thì nó cũng không phải là không hứng thú đâu. Nó cũng không hẳn là cứ phải lên trả lời câu hỏi vấn đáp giống như là chúng ta tư duy về việc kiểm tra bài cũ, mà nó phụ thuộc vào cái hình thức mà chúng ta yêu cầu cho học sinh chuẩn bị ở nhà là cái gì, theo cá nhân hay theo nhóm. Mấy câu hỏi về lịch sử các thầy cô đến buổi chiều hỏi nhé, để trả lời cho nó sẵn.
Hết rồi đấy. Vâng. Vâng, thế thì tôi cũng mới nhận được một số câu hỏi của các thầy cô. Như vậy số liệu câu hỏi của các thầy cô nó sẽ liên quan tới tích hợp là một này, liên quan đến số liệu là hai này, liên quan đến chia giờ chia tiết là ba này, đúng không ạ? Thế thì xin tổng hợp lại với các thầy cô là số liệu thì nó phải có căn cứ là mình lấy theo nguồn nào. Thế còn cập nhật được thì càng tốt, còn nếu không các thầy cô đang sử dụng cái phiên bản sách giáo khoa nào mới nhất thì các thầy cô cứ dùng đúng số liệu của sách giáo khoa đấy là được. Cái thứ hai nữa là về tích hợp, thì cái nội dung nào tích hợp có trong yêu cầu cần đạt trong chương trình là bắt buộc. Thế còn tùy theo năng lực, tùy theo đặc điểm địa phương nữa, có những cái địa phương rất thuận lợi cho tích hợp chẳng hạn, hoặc là bối cảnh về mùa, hoặc là thậm chí là tình hình thời sự thế giới trên truyền hình tự nhiên thấy ông nào đấy đánh nhau chẳng hạn, mình đưa vào chẳng hạn, thì tùy các thầy cô nên cho cái sự tích hợp cho làm sao cho nó nhuần nhuyễn, cho nó khá là hấp dẫn. Còn một cái nữa là các thầy cô nói về chia giờ chia tiết thì như tôi nói là có chia dọc và chia ngang. Các thầy cô căn cứ vào tình hình thực tế, các thầy cô có thể chọn cái phương án nào phù hợp. Với đôi khi chia dọc và chia ngang nó theo tạng của giáo viên ấy. Thầy cô dạy thế nào các thầy cô thấy thoải mái hơn và vẫn đạt được yêu cầu cần đạt thì được các thầy cô ạ. Đấy, thì một số các cái ý như vậy thì tôi nghĩ là trong một buổi sáng mà để đáp ứng hết được cái mong muốn yêu cầu các thầy cô thì cũng hơi khó, nhất là trong trường tình huống cụ thể. Thực ra chúng ta cũng chưa vào dạy, phải phải lăn vào dạy cơ, thì lúc đấy nó lại mới xảy ra những vấn đề nó cụ thể hơn. Bởi ví dụ như tầm này năm ngoái tôi tập huấn cho sách giáo giáo khoa lớp 4 cho các thầy cô lớp 4 cũng kiểu kiểu vậy thôi, nhưng tầm này các thầy cô lớp 4 phản hồi cho ta và các thầy cô băn khoăn để chuẩn bị cho việc là dạy năm sau lớp 4 được tốt hơn ấy. Thế đấy thì rất mong là các thầy cô khi chúng ta bắt đầu thì chắc chắn là cũng rất nhiều khó khăn, và rất xin chia sẻ với các thầy cô lớp 5 là các thầy cô cũng chịu nhiều áp lực của câu chuyện học sinh cuối cấp, cộng với cả câu chuyện là lịch sử địa lý thì nó cũng có nhiều thay đổi như thế này. Thế thì về mặt phương pháp và hình thức cũng như là những cái nội dung dạy học thì có thể có những cái theo kênh của nhà xuất bản hoặc là theo kênh của các đơn vị quản lý giáo dục, hoặc là theo kênh cá nhân. Khi các thầy cô phản hồi, chúng tôi sẽ có trách nhiệm phải hỗ trợ các thầy cô trong quá trình các thầy cô sử dụng sách giáo khoa đi vào từng nội dung cụ thể. Tất cả những ý kiến này chúng tôi cũng có đề nghị là tập hợp lại, và nếu như có cái nội dung nào mà trả lời thấy chưa thỏa đáng các thầy cô hỏi thêm thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái thông tin tới các thầy các cô. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Có lẽ là buổi sáng hôm nay kết thúc ở đây, xin mời các thầy cô nghỉ trưa để chuẩn bị cho buổi chiều nữa. Buổi chiều phần lịch sử thì cũng rất là nhiều nội dung, nhiều thông tin và cần phải phải có sự tập trung. Vâng, xin trân trọng cảm ơn các thầy cô đã chú ý lắng nghe, tham dự và có những cái câu hỏi tương tác để tôi thấy là mình không bị nói chuyện một mình. Cảm ơn các thầy cô rất nhiều và xin hẹn gặp lại các thầy cô ở các dịp khác nhau. Chúc sức khỏe các thầy cô.